Rồi mà xem livestream của với em nha. Mỗi em đang mặc đây thì sale chỉ có 159k thôi ạ. Em này là chất vải của nó là vải thun 3D nha cả nhà. Giá rất là rẻ ha. Quan trọng là hôm nay em không có còn nhiều, em cũng coi như là lễ size nó rồi. À để em coi coi. Mã số là 1257 nha. Đang sale với giá tiền là 159.000 đồng. 1257 cái chỉ các bạn 159k. Rồi em còn cho mình là mấy size đây ta? Còn hai size, ui trời còn có hai size thôi. Hiện tại mỗi đang mặc chỉ còn hai size là M với L. Thì tương đương của số ký này là 40 đến 50 ký, à 55 ký, 40 đến 55 ký giúp em là vừa nha. 1257 cần xếp lại cho em. Size M với lại size L thôi nha cả nhà. Tính ra là bây giờ nó đã gần hết rồi đó. Hiện tại chị nào trong khoảng tầm là đợi xíu. Rồi. Rồi hiện tại chị nào trong khoảng tầm là 40 cho tới là 55 kg thì mình đặt hàng giúp em nha. 1257 kèm số điện thoại cho em là được ạ. Đây phong xòe nè, màu đen nha các chị, đèn đen có hoa văn màu xanh nè. Đẹp chưa, cổ tròn, hai tay ngắn phong xòe. Mình chỉ cần mặc chồng với giúp em thôi. Cái bộ này thì không cần là khó khéo dễ trơn á. Mặc chồng với giúp em là được ạ. Mã số là 1257 kèm số điện thoại cho em. À, đâu mất tiêu ta, để em xíu nha. Em xem đọc cái livestream của mình coi. Ủa 65 kg đổ về cho em là vừa nha cả nhà ơi. Chị nào chưa có cái lên đơn cho em nha, em chưa hàng chưa size cho mình luôn. 1257 giá tiền là 159k. Em chỉ còn hai size là 55 kg đổ về. Hiện tại chị nào trong khoảng số ký này thì mình đặt hàng ngay giúp em nha. Mã số sản phẩm này kèm số điện thoại cho em là ok. Chào chị Minh Nga ạ. Giá sale có 159k rồi chị Thảo ơi. 159.000 đồng là sở hữu được cái váy này rồi. Nền đen hoa văn màu xanh cho mình. Đó, váy xòe có túi hai bên này, xem 159 nha. Em còn có hai size thôi. Nên nếu mà chị nào thích cái váy này rồi thì ngay bây giờ mình đặt cho em luôn. Chứ kiểu như mà mình chần chờ suy nghĩ, lỡ như ngày mai, ngày mốt mình hỏi lại, nó hết nữa rồi là tiếc luôn. Tình hình em còn có 14 cái size M và 20 size L thôi là hết nha. 159.000 đồng, 159k, mã số là 1257. Em chào chị Kiều Vi nha. Dạ chào các chị đã xem live tối hôm nay của shop em luôn. Mã đây đang mặc là 159.000 đồng, mã số là 1257. Mình có muốn coi bộ nào phía sau nè, cho em xin cái màu. Ví dụ như là ở cái màu vàng ha, hay là cái xanh hoa trắng, cái đen hoa đỏ, hay là màu gì hoa gì để biết đường mặc cho mình coi nha. Em chào chị Hằng Lê luôn ạ. Dạ 1257 chị ơi, 1257 đúng rồi. Em sale giá là 100. Em sale giá là 159.000 đồng nha, 159k nè. Chào chị bé gấu ạ. À, size XL giảm hết rồi, em còn có size M với size L hết sạch luôn. Không còn nữa đâu, em hết là hết luôn á. Tính ra là bây giờ đã gần lễ size toàn tập rồi nha. Phía sau cho các chị coi nè, nó trơn như vậy nha. Sale giá là 159.000 đồng, 1257 kèm xếp hạ giúp em. Đầm vàng hả chị, cái ren vàng này đúng không? Cái ren vàng này thì hình như em còn hai size. Để em xíu nha, em thấy cái ren vàng cho mình coi nè. Ôi cái đầm này à, đầm này em mới thấy hỏi đơn mà ta. Rồi bây giờ em sẽ thay qua cái đen vàng cho các chị coi nha. Rồi đen vàng mã số là 1251 nha các chị, đen vàng 1251. Em sale giá thì có 179.000 đồng thôi, giá thì vẫn là 179. Nhưng mà quan trọng là không biết hôm nay nó còn cái size gì. 1251 cái chị nha, ren vàng. Ren vàng khóa phía sau lưng ha. Rồi, tình hình em còn cho mình là size L với lại size 2X, tương đương chị nào 50 tới 65 kg là vừa cho em luôn. 1251 là ren vàng nha các chị, form xòe cho mình nè. Đó. Thường thì nó có hỏi phía sau lâu lâu, nhiều cái em chưa có kéo hết đó đó chị. Em thường em mặc nhanh nên là biến chưa kéo hết phía sau lưng, mình thấy nó hở. Mình thấy nó hở cái đoạn khóa kéo không phải đâu. Là do em chưa kéo hết thôi, chứ cái nào khóa cũng kín tới phía trên nó trơn á. Trừ khi nào cái kiểu nào mà may là cổ sẽ về phía sau hoặc là có kiểu gì phía sau thì mới giới thiệu thôi. Chứ thường mà thấy em bỏ qua cái khóa phía sau lưng là biết ngay là khóa kính cho mình luôn ha. Rồi đây là 1251 nha cả nhà, ren vàng. Đầm ren vàng khóa kéo phía sau lưng. Sao cho mình là 179k thôi. Nhưng mà em còn có 3 cái size L thôi hả? 3 cái size L với lại là 19 cái size height nữa thôi. Là chuẩn bị lễ hàng luôn, không về thêm nữa nha. Sao giá 179.000 đồng. Dạ rồi chào chị Như Ý ạ. 1251 cho em nạp ren vàng. Em có ren tím nè, em có ren cam nữa nha.
đó, có mấy cái đầm ren là vàng đen vàng cam nè, tím nè, có màu đen nữa. Màu đen thì nó có cách cườm chớp lánh cho mình, nhưng mà cái giá nó hơi nhỉnh hơn so với mấy cái này. Em mặc thì có 179 thôi. Cái tím này thì 260, cam thì 200, nó sẽ tùy mẫu nhá. 1251 cho chị Vinh Nguyễn ạ. Dạ size 2X hả chị? 19 cái. Em còn 3 cái size L và 19 cái size 2X thôi. Sale giá 179.000 đồng. Chị nào trong khoảng xưa kỹ này mình lên đơn giúp em luôn. 1251 kèm sinh hại. Đặt trong like chị Thủy Trần ơi, mình mua ở ngoài là 300 nha. Mẫu đang mặc nè, tắt like về 300. Bây giờ các chị mua thì chỉ có là 179.000 thôi ạ. Rẻ hơn rất là nhiều so với lại cái giá bán tại cửa hàng, hoặc là giá bán khi mà các chị không mua trong like, mình chỉ mua trên Facebook thôi, thì nó cũng phải tầm 300-350 nha. Trên like là trăm mấy 200 thôi ạ. 179.000 đồng. Mình mà XL vậy tiếc quá không vừa chị Minh Nga ơi. Nếu mà XL thì em sẽ còn cái màu cam, cái cam còn XL với lại cái tím thì còn XL. Em mặc thì hết mất tiêu. Em mặc còn 3 cái size L và thêm 19 cái size 2X nữa nha. Em chào chị Lan Phương nha. Rồi bây giờ chuẩn bị em sẽ qua mẫu khác nè. Nếu mà cái trời, nếu mà cái này mình không có cái size của mình thì mình để em mặc cái khác cho mình coi nha. Hết hồn hả. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ qua cho mình xem theo bọn em váy khác nữa nha. 1251 nha cả nhà. Ren vàng mã số là 1251, sale cho mình còn 179.000 đồng nha. Đây em sẽ qua cho mình xem thêm cái váy rồi em váy này là bao thun phần eo nè, tăng được 70kg vừa. 1276 ạ, trong khi em sale cũng có 150 thôi. 150 70kg mặc vừa cho em đây. Đây, đây là 1276 các chị nha. Chất liệu là vải tôn lụa nha. À vải cát thái nha, chất liệu là vải cát thái ạ. Nền màu đen có pha màu tím tím nè. Đó, cổ tròn, tay lỡ, phong xẻ, bo thân phần eo 70kg mặc vừa luôn. Mặc đầm ren cam, dạ rồi để em xíu nha. Em qua cái đầm này cái đã. Sau cái đầm hoa tím của em nè, em sẽ mặc cái ren cam cho mình coi. Mình đợi em vài phút nha. Cái hoa tím này cũng lễ xa rồi, em cũng giới thiệu nhanh thôi. 1276. Em chào chị Lan Phương nè. Chị nào đang theo dõi live trên của shop nhớ vào chia sẻ like cho em nha. Ai chia sẻ đồ đặt làm chút đơn luôn. Mã là 12. Để em xíu nha các chị. Rồi. Mà em đang mặc đây là 1276 nha cả nhà, đầm xòe nha, có không có túi, em may bao thun cho mình thôi. Cái này là bao thun phần eo, có thể là bầu bí mặc được giúp em luôn nè. Chị nào 70kg đổ về vừa hoặc là bầu bí mặc cũng được luôn. 149.000 đồng. Rồi, còn size M dạ hết chị, cái màu cam, màu vàng em vừa mặc xong nó chỉ còn size L với lại là size 2X thôi chị yêu nha. Mặc tím luôn hả chị? Đó ok, đậm xíu luôn. Đây là 1276 hả, chị nào chưa có mình lên đơn cho em. Đang sale giá là 149.000 đồng, 40-65 hoặc thậm chí là 70 luôn. Đặc biệt em hoa thun nè, thật ra cái chất này thì nó sẽ không co giãn nha, cái kiểu cho cái kiểu may nha. Chứ không thôi nhiều chị lại không rành, mai mốt em về lại thêm cái về cái chất này là tự nó co giãn mà không có đâu. Chất liệu vải này nó không co giãn nha cả nhà, bù lại em có may phần eo bo thun cho mình đây. 149k, 149.000 đồng. Ai chưa có lên đơn giúp em. Xanh dương, xanh dương hả chị? Cái này là màu tím nha. Cái đầm ren này nè, qua nhiều khi là qua cái màn hình của mình với lại em để xa mình nhìn nó ra màu xanh không phải nha, màu tím. Màu thực tế là màu tím nha các chị, đây mới là xanh nè. Xanh hoa trắng, phải cái này không? Nếu mà đúng thì chị ghi giúp em là xanh hoa trắng. Còn cái này là ren tím chị yêu nha, ghi lại giúp em để mặc cho mình coi ạ. Chị Trần Tường chúc đơn 1276 ạ. Chị Kim Thảo gộp đơn size L. Ôi hết size L rồi chị ơi. Mẫu em đang mặc chỉ còn size M, size XL và size 2X. Thường thì cái khung size L là không chỉ riêng cái này mà rất là nhiều cái khác cũng đã lẽ size rồi nha. Em mà hết trước là hết size L không hả? Mấy size khác còn chứ size L là hết trước á. Đây là hết size L nha. 1276 ạ, 149k. Đó, tay cũng có bao thun nè. Chị nào mà không quen cái phần tay này thì tháo cái thun này ra nha. Còn eo thì để nguyên nhá, eo co giãn cho mình. 70kg đổ về cho em là vừa luôn. 1276, 149.000 đồng. Dung hả chị? Dung thì em chỉ còn size là 57kg đổ về nha. Chị hoa hồng chị bao nhiêu ký? Hiện tại dung em có dung sale có 99k thôi. Nhưng mà cái phòng nó bé lắm, phải tăng lên 2 size. Bình thường mặc size gì thì bây giờ dung phải tăng lên 2 size. Thì tương đương em chỉ còn size tầm 57kg đổ lại cho các chị mình thôi. Nếu mà chị trên xuống kia đó thì không có, mà dưới 57 thì ok vừa. Mình đợi xíu nha. Em có cái đầm ren màu cam nè. Đây, ren màu cam mã số là 1289. Hình như cái này cũng lẽ size rồi. Rồi, 1289 các chị nha. Hiện tại em đang sale cho mình đây ạ. 1289 ạ. Đang sale cho các chị mình luôn. Chỉ còn có là
199.000 đồng thôi, ren cam. Ren tím mà chị, ren tím hôm nay full size. Ồ khoan khoan để em coi coi. Ren tím, em mới về thêm mấy bao nữa nhưng mà không có nhiều. Ủa? Khoan khoan khoan, hết hồn. Còn mua xe em kiểu đổi bé thường. Cái ren tím em mới về thêm được mấy bao nữa, chưa có khui luôn, vẫn còn đang nằm trong bao. Thì em còn cỡ tầm cho mình là size size M, size L, XL và 2X. Thì nói chung là vẫn còn full size á, nhưng mà mỗi size nó còn 20 mấy cái thôi nha. Giá tiền là 259k đối với cái ren tím. Còn ren cam của em nha, ren cam em mặc thì có 199k thôi nè. Đó, màu vàng rẻ nhất xong tới cái màu cam. Màu cam 199.000 đồng, em hết size M. Hết size M nha cả nhà, còn 3 size là size L, size XL với lại size 2X nha. Đó, mình chưa có mẫu nào thì lên đơn giúp em ạ. Mã số là 1289 nhá. Đầm ren màu tím, màu ren màu cam. Đầm ren màu cam mã số là 1289. Em sale giá 199.000 đồng luôn. Thử cái mùa thu. Cái mùa thu là cái nào chị ơi? Bây giờ mà mùa thu thì mình mặc đầm hoa thì rất là nhiều đầm hoa. Nhưng mà em không biết là chị thích cái màu nào. Mình chỉ định cho em luôn là cái màu nào, hoa nào cho em dễ hơn nha. Em tự lựa, em lựa ngẫu nhiên lắm. Dạ 1289 ạ. 1250 đây chị, ren tím nè. Ren tím là 1250 nè chị. Còn full size ngày hôm nay tính ra em mới về được 2-3 bao. Mà tính ra thì mỗi size có mấy chục cái thôi. Về được có 2-3 chục cái mỗi size thôi hà. Nên nếu mà chị thích màu tím á, mình đợi một xíu nha. Trước mặt cho mình coi sau. Bây giờ cái màu cam trước ạ. 1289 là màu cam. Ren màu cam hai lớp cho mình luôn. Khóa phía sau lưng và có hai túi nè. Em xem 199k. Chị Phong Tấn trước đơn 1289 màu cam luôn. Dạ không, vừa rồi. Đầm này của em là size chuẩn thôi. Cái chất này nó không co giãn. Ren cam, ren vàng, ren tím cũng vậy, là không có co giãn nha. Size chuẩn giúp em là eo 84 độ về. Eo chị 90 thì không vừa. Eo 90 mặc cho em cái váy này đi. Đây em mới mặc qua cái đầm này nè. Em vừa thay ra cái hoa tím này xong, có thể tăng được là 70kg vừa luôn. Đầm này sale có 150 thôi. Đây là nền đen hoa tím 1276. Em sale có 150 mà 70kg mặc vừa luôn nha. Còn cách của em thì không vừa rồi. Cách của em chỉ có size tầm 65 độ về thôi. Màu tím, dạ rồi, đẩm xíu nha. Hồi nãy chị khách nói mặc cái gì ta? Hình như là cái ren cam, rồi có chị khách hỏi cái ren tím. Mình có muốn coi mẫu nào nữa không? Em mặc cho mình coi luôn. Ôi mấy chị đều hỏi màu tím đó đúng không? Rồi đây. Trời ơi, vậy là nãy giờ em mặc qua ba cái đầm ren luôn rồi đó. Em mặc qua này mấy cái đầm ren hết trơn luôn rồi đó nha. Đây đẩm xíu. Nốt cái đầm tím cho mình coi ha. Màu cam là 1289 ạ. Giá tiền là 199k chị yêu nha. Em còn 3 size là 50-65kg. Mẫu đang mặc là 199k chị Thủy nha. Tay lửng. Tay lửng hả chị? Tay lửng mùa thu hả? Rồi để em coi coi. Đây mặc qua cho mình coi cái đầm ren màu tím trước nha. Ren tím là 1250. Em mới về được 2 bao mà mỗi size nó có khoảng tầm 20 mấy 30 cái thôi. Mới về được có nhiêu đó thôi hả. Size M thì bữa giờ em đang còn size M tại shop, với mới về thêm thì nó đôn lên được tầm là 50 cái size M, còn mấy cái size lớn là tầm 20 mấy cái thôi. Em sale cho mình là 259.000 đồng. Đây, ren tím. Ren tím các chị nha, hôm nay full size nha, sale 259k. 1250 là ren tím nè. Trời ơi quá chị hot luôn. Không biết sao cái mẫu này khách em mê quá trời luôn, chị đặt xong rồi mua cho bạn rồi, giới thiệu bạn vào mua nữa. Em bán cái đầm tím này tính ra em về đợt này đợt thứ ha. Đợt thứ 3 rồi. Cái lô này về được thứ 3 rồi nè. Ren tím nha. Ren tím là 1250. Rồi em còn cho mình là full size luôn. Trời ơi, em nhập về tính ra là đến thời điểm hiện tại luôn á, là mỗi size em đã có tới là gần 600 cái mỗi size. Em về là tới 3 đợt lận nha, mỗi đợt là cũng hơn 200 cái. Mỗi đợt gần 200 cái. Bây giờ em bán hết trơn luôn rồi, chỉ còn mỗi size hai mấy cái thôi hả. Em còn là 50 cái size M là nhiều nhất hả. 24 size L, 21 size XL và 21 cái size 2X nữa thôi. Sale 259.000 đồng, 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Ren tím các chị nha, 1250 nha. 1250 các chị nha, sale 259.000 đồng. Ren xòe khóa kéo phía sau lưng. Rồi 40-65 luôn. Hiện tại còn full size nha cả nhà, 259k. Đợt này là cuối cùng rồi nha, sẽ không có về thêm nữa đâu. Em mới hỏi là có về thêm không thì bảo là hết rồi nha các chị. Tình hình là hết vải rồi. Bởi vậy mới may được có 20 mấy cái mỗi size thôi. Chứ nếu mà em có nhiều là may nhiều rồi. Mỗi đợt về tới hơn 200 lần. Có đợt này về ít nè. 12 mã số là 1250 nha cả nhà, 1250. Chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em ạ. Đâu để em coi coi, 1250. Màu đỏ hả chị? Cái màu đỏ này là cổ vest chị nha. Đầm đỏ này là đầm xòe, cổ vest, phong xòe cho mình rất là xinh luôn. Đi làm mặc được nè.
hoặc là mặc mấy cái sơ mi đi làm cũng được luôn. Em mặc là 1250 ạ. Chị 1m55, nặng 53 kg. Dạ vừa chị Nguyễn Kim ơi, vừa chị nha. Vừa đó chị cứ đặt hàng cho em đi. Rồi còn mặc size gì kỹ hơn thì em tư vấn sau nha. Cái đó thì sẽ có các bạn chuyên viên tư vấn sau. Còn trước mắt bây giờ em sẽ tập trung giới thiệu cho mình là mã gì, bao nhiêu tiền và khoảng bao nhiêu ký mặc vừa thôi. Chứ còn mà riêng mỗi chị chính xác hơn thì em sẽ có chuyên viên tư vấn cho mình. Chị Lê Thị Núi lấy 51250 nè. Màu cam hả chị? À cái màu cam có size của chị, em còn 3 size lận. Màu cam còn size từ 50 tới 65 thì chị nằm trong khoảng đó là chắc chắn mặc vừa chị yêu nha. Còn cái tím này còn full size hơn nè. Tím là 1250, em còn full size hơn. 259.000 đồng, 65 kg độ về cho em là vừa luôn. Em mặc là size M, em 50 kg, cao 1m6 và eo của em là vừa tròn 68 luôn. Nên là em hay tư vấn cho những chị khách nào cùng với cái số ký đó sẽ là size M. Còn mà ai eo trên nữa, ví dụ như eo tầm 72, 74 mặc size L giúp em nha. Em có những cái size sẵn hết trơn rồi, giờ mình chỉ cần đặt hàng thôi. Em mặc là size M nha cả nhà ơi, 1250 nè. Ren tím nha, sale còn 259k. Khóa phía sau lưng và thêm hai cái túi hai bên nữa. Đó, cái hoa văn các chị coi gần. Đây cận cảnh hoa văn cho mình coi nè, chất xịn sò chưa. Đó em may kỹ cho từng cái đường may mỗi chị, các chị coi cái viền ở phía dưới nè. Đó em may trần lại cho mình luôn, không sợ là nó bung ra luôn ha. 1250 nha. Rồi xong bây giờ em sẽ qua mẫu khác nè, để em xem kẻ đầm mới đầm để sai nha. Chứ giờ mặc cái mới không 200 mấy không, khách đem lại bảo là sao kêu sale rẻ nữa. Giờ mà mặc mấy cái đầm giá cao nữa. Chị à, chị phải chị phải gì đây ta, chị Kim Nguyễn á, chị ghi rõ giúp em đọc chưa có ra cái comment của mình đó. Rồi bây giờ sẽ qua mẫu khác. À đây đồng 99.000 đồng nha. Rồi ai đã chia sẻ cho em được 3 lần rồi, mình soạn ngay cho em cái số điện thoại, em đọc mã số là mình chốt luôn. Bây giờ sẽ lên đồng sale 99k nè. 99k mà 70 kg mặc vừa luôn, ghê chưa. Đây đồng xòe, đầm xòe vải tơ lụa nha cả nhà, nền đen hoa hồng. Cái mẫu này bên em là 70 kg mặc vừa nha. À, em không có về là size 3X hay là 4X, nhưng mà cái mẫu này của em á, nó có co giãn nên em tăng lên là 70 kg vừa. 1240 nha cả nhà, 99.000 đồng. Xem đầm xanh bên tay phải, đầm xanh. Nếu mà xanh thì chắc có mấy cái này là xanh thôi, đây để em xíu nha. Đây chị xanh hoa trắng nè, đây là xanh hoa trắng. Đây là xanh hoa cúc màu vàng, chị muốn coi cái nào, xanh hoa cúc hay là xanh hoa trắng thì nhắn tin cho em. Alo, comment cho em mặc cho chị coi nha. 50 chị Trần Thơm nè, rồi đầm này dương họa tiết thổ cẩm. À dương thổ cẩm, dương thổ cẩm thì em sale có 99k thôi, nhưng mà nó chỉ có size tầm 57 kg độ về chị yêu nha. Đây 57 cái độ về cho em bé vừa. Giờ mẹ có 3 mẫu lận đều sale 99k hết, nhưng mà form nó bé quá. Bình thường em mặc đầm size M đúng không, vô cái zoom lại phải lên XL đó. Nên là cái chị phải tăng lên 2 size giúp em bé vừa. Zoom tầm 57 cái độ về cho em nha. Đợi em qua xíu đi sau cái đầm này đi. Sau cái đầm này sẽ qua cái zoom nha. Mẫu đang mặc cũng chỉ có 99.000 đồng thôi ạ. Đây siêu phẩm nhà em, chất tôn lụa cho mình. Eo bao thun 70 kg mặc vừa, bầu bí mặc đồ cho em luôn ha. 99.000 đồng cho em. 1240 nha cả nhà. Một hai bảy mươi kèm sao, 1240 nha. 1240 kèm sách thải cho em 99.000 đồng. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em luôn. 50 đen tím chị Nguyễn Như nè, xanh hoa cúc. À rồi ok, cái này là sơ mi lụa xanh hoa cúc, size gì đây, size lớn rồi. Rồi để em xíu nha, sau cái zoom em mặc qua đây cho mình coi cái này luôn. 1240 là mẫu của em ạ, 99.000 đồng đó chị. Thiệt mà không tin hả, em sale có 99k thôi. Không phải lẻ size mà là hàng mới full size luôn. Hàng mới full size cho mình luôn, thậm chí tăng được 70 kg luôn. Mà em sale có 99k cho mình thôi. Đây là tương tác với khách chứ bình thường không bán vậy đâu. Mình qua cửa hàng bên em cũng phải 300 cái váy này, chỉ có trên like thôi. Ai chạy qua shop mua ha, cũng là giá cao hơn hết. Cái này em có nói hoài trên like luôn. Mà lâu lâu vẫn có mấy chị khách chạy qua shop mua giá khác, đấy bắt đầu là cãi lộn với nhân viên bán hàng của bên em luôn. Trời ơi, em có nói rõ là chỉ có trên live mới sale, còn mình đã chạy qua shop mua rồi hoặc là không mua ở trên live này đi nữa thì giá cũng phải cao hơn. Đang sale giá 99k cho mình, 1240 kèm xin hỏi cho em ạ. Sale 99.000 đồng nha, full size 70 kg đổ về cho em là vừa. Rồi em sẽ qua cái zoom nha. Cái zoom này thì hiện tại em còn cho mình là size tầm 35 cho tới là 57 kg. Form nó rất là bé luôn, form không phải là form bé mà rất là bé. Phải tăng lên 2 size nha. Bình thường các chị mặc size nào thì cái zoom này phải tăng lên 2 size. Ví dụ như là mặc size M thì zoom phải lên XL mới vừa.
Còn chị nào mà mặc size L thì zoom phải tăng lên 2X. Đó thì tối đa là 57 chế độ về cho em thôi. Zoom này mã bao nhiêu đây ta? Hình như là 1281 đám xíu nhá. Đầm ren tím là 260 chị nha. 70kg em mới mặc qua cái 70kg luôn á chị. Đây cái 99.000 đồng em mới may ra tức thì nè. Là 70kg vừa nè chị, hàng hiếm. Co giãn thoải mái mà đẹp mà rẻ, được có 99k thôi. 40 cho chị Nguyễn Như nè. Đây là 1240. Cái đầm này 70kg mặc vừa chị Lê, chị Lê Đại nha. Đây cái đầm này 70kg mặc vừa chị ơi. Chị thích cái này không? Sale có 99k thôi hà, không thích cũng phải thích luôn á chị, thiệt luôn á. Không thích cũng phải thích luôn, có 99.000 đồng thôi. Xe quá rẻ luôn. Rồi bây giờ tới cái zoom của em cũng có 99k thôi. Zoom em mặc cũng 99k nhưng mà size nhỏ nha. 57 cái đổ về cho em là vừa. Ai mà tầm 60 đổ lên là không có nha, chật liền. Đây, nhớ tăng lên 2 size khi mà mua zoom nha các chị. Nhớ tăng 2 size nha. Chị nào tầm 30kg, 35kg là mặc size M vừa. Còn 40 là phải tăng, có thể là tăng size L luôn. Em 50 lít L rồi nè, sale 99k. Em đang cầm, em mới cầm nào vậy ta? Cho chị xem ren vàng. À ren vàng em mới mặc qua này chị, ren vàng là 1251. Ren vàng là rẻ nhất trong ba cái đầm ren ha, cam, vàng, tím. Thì cái vàng là cái rẻ nhất, vàng nó chỉ có 179k thôi. Nhưng mà em lẻ size nhiều hơn. Cái vàng chỉ còn hai size là L với lại 2X thôi ạ. Đây, size L với lại size 2X nha cả nhà. Đây là ren vàng các chị nha. Ren vàng 1251 còn hai size 50-65kg là vừa cho em ạ. Rồi cái zoom của em hả, để em kéo hết cái khóa, cái đã em chưa kéo hết khóa. Đây phía sau lưng này chị. Cái zoom đây phía sau lưng nó như vậy, mình thấy rõ không ạ? Đó, phía sau lưng ha. Đó, các chị thấy không? Trước sau gì cũng đẹp hết trơn á. Nói chung là bây giờ nó chỉ có size nhỏ thôi. Em sale cho mình là 99.000 đồng nha. 1281. Zoom em đang mặc là 1281 các chị nha. Chị Lê Đài đặt giúp em là 1240 ạ. Cái đầm em mới mặc qua là cái em mới mặc ở đâu vậy ta? Đây nè. Em mới mặc qua cái này sale 99k có size của chị nhưng mà chưa có mã số ạ. 1240 giúp em. Đầm mà đen hoa này là 1240. Còn zoom em mặc cũng 99k nè. Đó. Nên là nếu mà mình đặt cái giá tiền không thì rất là nhiều cái giá nó trùng nhau. 99k ngày hôm nay nhiều lắm nên em sẽ không biết mình lấy cái nào đâu. Nha, vui lòng cho em xin cái mã số ạ. Chị Nguyên Vi chúc đơn cho mình luôn nè. Đây là 1281 zoom thổ cẩm nha, zoom dài, zoom ống dài cho mình đây, sale 99k. Size từ 35 cho tới là 57kg thôi. Còn 60 thì cũng phải cao xíu, 60 mới vừa nha. 1281 kèm xin hỏi cho em 99.000 đồng. Em chào chị Mary Jean nha, 99k một của em ạ. 1281 cho chị ạ. Nguyễn Thị gặp bền, dạ em chào chị luôn nha. Em chào chị Ngọc Tiết ạ. 1281 chị ơi, zoom thổ cẩm. Em đứng gần cho mình coi để em qua mẫu nha. Cái zoom này chỉ còn size bé thôi hả? Thì thiệt ra thì nó có 4 size lận. Nhưng mà cái form nó rất là nhỏ luôn. Đây các chị coi mặc XL mà nó cũng vừa với người em nè. Nó chỉ hơi đồng em một xíu xíu thôi. Nhưng mà cái phần ống quần nó sẽ vừa. Đó, 1281 giúp em 99.000 đồng. Ren vàng là 1251 chị Thủy Phan nha. Em chào chị Mary Jean ạ. Ren vàng là 1251, đây ren màu vàng. 1251 là màu vàng, 1250 là màu tím. 1250 là màu tím. Đó, chị thích màu nào đặt hàng cho em nha. Em sẽ qua cái sơ mi này màu xanh cho mình coi đây, xanh hoa cúc cho mình. Sale 199k. Đây là 1237 ạ. Sơ mi lụa nền xanh hoa cúc đây. Rồi ok chị Lê Đại chính xác rồi. Mình đợi xíu bên em sẽ có các bạn chuyên viên gọi điện thoại cho khách để tư vấn size nha. Chị nào đã lên đơn rồi á, mình để điện thoại giúp em nha. Có nhân viên liên hệ tới tư vấn á. Rồi em đang mặc đây cho chị một bộ zoom. Chị Hà Vân cho em xin cái mã nha. Tại vì em có 3 cái zoom lận. Em có tới 3 cái zoom lận, chị cho em xin cái mã đi. Zoom thổ cẩm là 1281. Zoom thổ cẩm là 1281 cho em nha. Đúng rồi, zoom thổ cẩm là 1281 nha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ qua mẫu này nha. Sơ mi lụa. Đây nè, em mới treo đây nè. Cái em đang mặc là cái này nè các chị, y chang nhau ha. Chỉ khác là cái size lớn size nhỏ thôi. Rồi đây là 1237 các chị nha. Em đang mặc là 1237. Sơ mi lụa nha cả nhà, 1237 nha. 1237. Em sale cho các chị mình còn là 3 size nha. 50-65kg là mặc vừa nha cả nhà. 1237 kèm xin hỏi giúp em nha.
Rồi em còn 3 size cho mình là 50 đến 65 ký nha cả nhà ơi. Chỉ còn 3 size thôi, hết size M rồi. Em đang mặc cũng là cái size lớn, nó hơi rộng so với em nha. Đó, 1, 2, 3, 7, sơ mi lụa. Sale còn 199k. Chị Hoa Hồng cái 82 nè, ok luôn. Ủa, 82, em mới mặc là 81 nha. Hồi nãy có đọc lộn, cái này là 81, đặt lại giúp em chị yêu ơi. Đây zoom, zoom thổ cẩm là 1281 nha. Nếu em có đọc lộn mình đặt lại giúp em nha. Zoom thổ cẩm, zoom thổ cẩm là 1281 chị Hoa Hồng nha. Còn 82 là cái hoa xanh khác á. Em mặc là 1,2,3,7 nè, sơ mi lụa, nền màu xanh hoa cúc cho mình đây. Sale với giá tiền là 199k thôi. Bình thường em bán cái này nó phải tầm 300. Em còn một màu nữa mà nó đâu mất tiêu rồi đó. Em còn một màu nữa nha, có gì em gửi hình cho mình coi nha. Em còn màu kem á, mà giờ không thấy nó ở đây rồi. Rồi bây giờ có màu xanh cho em trước nha, sơ mi lụa màu xanh nè. Sale cho mình là 199k nha cả nhà, 65kg độ về cho em. 50-65kg cho em là mặc vừa. 55 hả chị, 55 sơ mi. À, khoan, à, 55, 55 là chất lycium chị Mary Jane nha, 55 là cái đầm này nè, em chưa có mặc. 55 là cái mẫu này nè chị ơi, chưa có mặc nè. Đầm này chất lycium chị nha, phong xương. Phong xương chất lycium sale có 150 à, em chưa có lên váy này đâu. À, đợi chút có thời gian em mặc cho mình coi nha. Rồi sơ mi và váy cổ đắp chéo lúc nào cũng xinh đẹp cả. Cảm ơn chị Lê Hoàng nha. À, chị Hoa Hồng 55kg ok. 55 thì chị cũng mới đặt cho em là size 2X nha. Chứ 55 em 50 là em đang mặc XL rồi nè. Thì chị 55 là phải 2X. Ok chị yêu luôn. Mẫu em đang mặc là 1,2,3,7 nè. Sơ mi lụa nha các chị. Sơ mi lụa khóa phía sau lưng ha. Sale giá 199.000 đồng. Đó, ai chưa có mình lên đơn cho em luôn. À, hồi nãy chị Khánh em mặc cái đầm này phải không? Quên. Đầm đỏ đúng không? Ok đợi xíu. Cái đỏ là cái cổ vest nha. 51. 51 hả chị? 1251. À ren vàng. Ren vàng là 1251. Giá nó có 179k thôi chị yêu nha. 179.000 đồng cái ren màu vàng nha. Ren vàng là rẻ nhất, vàng là 179, cam là 200, tím là 300. À lộn, tím là 260, tím 260. Rồi bây giờ em sẽ coi cái màu đỏ cho mình coi nè. Em mặc là 1,2,3,7 nha. Mình muốn coi màu nào nữa thì nhắn comment cho em. Comment ở phía dưới giúp em mặc cho mình coi lần lượt từng mẫu luôn. Rồi đây em sẽ qua cho mình xem thêm một em váy nữa. Đây em coi cái màu đỏ nha. Cái đỏ là cổ vest nha các chị. Thì có thể mặc đi làm cũng được luôn. Đi làm đi chơi gì cũng được luôn. Đỏ là 1296 nè. Hôm nay là hàng nhiều quá là em cũng phải xuống em gói hàng phụ. Thì em thấy là cái cổ vest màu đỏ đi hàng rất là nhiều luôn rồi. Đi ngập nhà luôn, đỏ lét cái nhà luôn. Đây hôm trước em thấy có chị khách kia chị nói là gói hàng không có, gói hàng không có được đẹp thì em cũng buồn dễ sợ luôn á. Tại vì có những chị khách bên em là nói là gói hàng và là kỹ rồi, đẹp thì cũng khó cái chị. Tại vì nếu mà đơn hàng của nhà em á mà một ngày mà chỉ có 10 đơn 20 đơn thôi thì em sẽ cố gắng gói đẹp cho mình luôn, như là gói quà luôn. Còn đằng này bên em một ngày em đi tới cả 500 đơn 700 đơn hoặc là 1.000 hơn 1.000 đơn được, nên là có thể là em gói hàng nó sẽ không có được đẹp lắm. Nhưng mà miễn sao là ở bên trong hàng em giao tới cho mình cái đầm nó còn nguyên vẹn, nó sẽ không bị vấn đề gì hết là ok nha cả nhà. Chứ mà mình còn đòi em muốn gói đẹp nữa thì khó lắm các chị nha. Em gói như vậy là hết cỡ rồi đó, là có một cái gói màu ở bên ngoài, ở đây không có cái gói hàng. Bộ đảm gói thử cho mình coi ở đây, đó là hết sức của bên em rồi, gói cho nó kỹ càng cho nó đừng có bị hư hai cái đầm thôi. Chứ còn mà muốn đẹp nữa thì không được đâu. Bên em bây giờ tới một ngày đơn, hơn 1.000 đơn lận, đẹp nữa là chắc đến khuya mới chưa gói xong hết các chị ạ. Dạ chào chị Ngọc Tiết nha. Rồi em đang mặc, ôi trời sao cái này nó cứ bị nghiêng ngoài gì. Để em xíu nha. Rồi em đang mặc là 1296 nè. Đầm vest màu đỏ các chị nha. Chào chị Hương Mai ạ. 81 cho chị Hà Vân nè, ok luôn. Rồi mẫu của em đây là cổ vest các chị nha. Em mặc nó hơi rộng xíu này, chắc em lộn size rồi. Em mặc là cổ vest màu đỏ đô nha, không phải đỏ tươi đâu, đỏ đô, rất là dễ mặc luôn. Màu này lên là trẻ cũng mặc được mà trung niên cũng mặc được luôn. Em sale còn 299k. Một em váy cổ vest màu đỏ đô cho mình, có túi hai bên luôn. Ren vàng em mặc rồi chị ơi. Em mặc ren vàng, ren cam và ren tím luôn rồi. Hồi nãy đầu like là em thấy là có chị khách hỏi ba cái đầm này là em mặc hết luôn rồi chị ơi. Ren vàng em mặc rồi nè, cái này size lớn lắm. Ren vàng nè chị, em còn có hai size thôi nha. Nếu mà chị thích ren vàng là mình phải đặt luôn giúp em, chứ nó còn có ba cái size L với lại là 19 cái size 2X thôi, chỉ còn có 22 cái. Còn có 22 cái thôi chị yêu ạ. À, 3 cái size L và 19 cái size 2X nha. Mã là 1251, tên vàng có mặc qua rồi chị nha. Chút xíu có gì mình xem lại giúp em ha. Rồi bây giờ cái váy này của em đây là 12
1296. Đầm cổ vét các chị nha, mã số là 1296. Sale cho mình luôn là 299k, nhầm 299.000 đồng. Chị Thu Hằng, dạ ok có đơn luôn nè. Rồi chưa có mẫu nào cứ lên đơn giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. 31 hả chị? 31 thì em còn size lớn á. À còn theo được 3 cái size L nè. 31 là cái đầm mà body hoa cúc á chị. Để em xíu, em mặc cái đó cho mình coi. Để em một chút nhé. Em mặc bây giờ là cái cổ vest màu đỏ nha. Rồi xong chuyên qua mẫu nè. Cổ vest màu đỏ mã số là 1296. Đây, đi làm đi chơi gì mà cũng được luôn. Cái màu này bên ngoài mình nhận mình sẽ thấy đẹp hơn. Ở trong loa nhiều khi có đèn nè, chiếu vô nè. Với lại em đứng đó một mình thôi, mình thấy nó có màu tươi thì không phải đâu. Nhận hàng là đỏ đô nha. 1296 ạ. Nhìn đầm đẹp quá, cảm ơn chị Hà nha. Rồi đầm này em có về đầm một màu khá là nhiều. Em về đầm xanh, đầm xanh nè, đầm tím, đầm vàng, đầm đỏ này kia nhiều, một màu rất là nhiều luôn. Rồi để có gì em lên cho mình coi lần lượt từng mẫu nha. Rồi bây giờ em sẽ coi mẫu khác nè. Mẫu đang mặc là 1296 các chị nha. À em coi cái đầm body hoa cúc cho mình coi. Body hoa cúc thì hôm nay em còn lẻ size rồi, các chị có 3 size thôi. Đây, body hoa cúc mã số là 1231 nha. Em còn 3 size là size L, size XL với lại size 2X. Đây các chị nha, body hoa cúc của nhà em nè. Vải lụa nha, nên là nó sẽ không có co giãn được ạ. Cái này chỉ là size chuẩn giúp em thôi. Đây, cổ đổ. Body cổ đổ nha, 1231. Rồi, em còn 3 size là size L, size XL với lại size 2X nha. Để em coi coi, 1231. Sale giá là 159k nha cả nhà. Body hoa cúc đây, 159k, còn 3 size cho mình, 50-65kg. Màu tím bên ngoài, đậm hay nhạt hả chị? Màu tím hả chị? Màu tím này là tím đậm chị nha. Màu tím là màu tím đậm. Em có cái tím nhạt kia mà nó đâu vậy ta? Đây, đây là tím nhạt nè. Đây là tím nhạt là chị, còn đây là tím đậm nha. Em giao tới và nhận hàng sẽ là tím đậm, còn đây mới là nhạt. Em mới về cái tím này cũng xinh lắm nè. Cái tím này có dây rút ở phần ngực áo, rất là xinh này, cũng hàng mới luôn nha. Xíu mặc cho mình coi nha. Rồi em mặc là 1231 đây. Body cổ đổ, sale giá 159.000 đồng. Sơ mi hoa màu hồng, sơ mi hoa màu hồng tay lỡ. Cái này hả ta? Đây hả chị muốn coi cái sơ mi này không? Cái sơ mi này là nền màu hồng, hồng da. Còn nếu mà hoa hồng thì chắc là em không có hoa hồng rồi ha. Em có hoa đỏ. Cái này được không chị? Cái này là sơ mi màu màu hồng da có hoa màu vàng được không nè. Còn nếu mà hoa hồng hồng thì không có, có hoa đỏ đỏ thôi nha. 65kg đổ về cho em là vừa nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em ạ. Mẫu đang mặc đây, mã số là 1231 nha cả nhà, 1231. Em sale, à đúng rồi hả chị, và để em xíu nha. Sau cái này nha, sau cái này đi mặc cho chị coi cái sơ mi màu hồng da rất là xinh. Em mặc hả chị, body lụa. Này nó không có co giãn nha, này size chuẩn thôi. Size chuẩn là tầm eo 84 đổ về cho em là vừa. Đây cổ đổ cho mình, nền đen hoa cúc rất là dễ thương. 159.000 đồng là giá sale rồi. Bình thường em chưa sale là 300 nha. Hôm nay sale rồi là 159 à. Chị Thảo Lê, dạ ok thấy rồi nè. 1231 kèm số điện thoại cho em, 1231. Body lụa, có họ tiết là hoa cúc cho mình đây. May dạng là cổ đổ, mặc cũng kiểu cổ đổ, cái chị kéo xịt vô ra cổ đổ, còn mặc cổ thì mình kéo ra như vậy. Kéo ra như vậy sẽ ra cổ thuyền. Nhưng mà nhớ mặc cái dây trong giúp em nha. Em mặc dây màu nó bị lộ nè. Khi mặc cái đầm này á, mình nhớ mặc dây trong cho em nha. 1231 cho chị Thi Nguyễn ạ. À, rồi bây giờ sẽ coi cái đầm mà sơ mi hoa màu hồng, hồng da nha. Đây, sơ mi hoa màu hồng da. Em sale cho mình là 299k nha, 1319 nè. Cái này cũng đi nhiều nè. Hôm nay em thấy là những cái mẫu mà đi nhiều á là cái đầm này, 1319 này, với cái body cam đất đi cũng nhiều. Đây, đó là hôm nay em gói hàng á thì em thấy cái đầm em đang mặc là đi nhiều. Cái này đi cũng nhiều nè. Đó, với cái cổ vest màu đỏ vừa rồi, với lại cái đầm này, cái đầm mà màu xanh á các chị, cái đầm mà 1304 là cái đầm này nè. Cái đầm body âm suông này của em là gần hết rồi nha. Trong tất cả các mẫu mới về thì đầm này là nó đã lẻ size trước rồi. Nên nếu các chị đã thích cái âm suông màu xanh này của em á thì mình nên suy nghĩ là có đặt luôn hay không nha. Chứ còn ngày mai họ lại là hết á. Màu đen thì còn nhiều, giống như vậy màu đen thì còn rất là nhiều. Có cái xanh này không hiểu tại sao mà nó còn rất là ít. Nó chỉ có một lãm nằm ở trong phòng live của em thôi. Mặc sao do vậy các chị đừng lo nha. Để em coi cái đó nó còn mấy cái này ta. 1304 nè,
1304. Cái âm suông đó, ủa em còn cho mình có bộ size thấy thôi hả ta? Còn có mỗi một size thôi à. Để em xíu nha. Rồi size 2X hết luôn. Em chỉ cần size 2X cái váy đó thôi à. Cái 1304 em chỉ cần size 2X thôi các chị yêu nha. Đó, thấy chưa? Giờ mà suy nghĩ kỹ lâu quá là hết luôn. Bây giờ tới cái sơ mi của em trước đi, rồi em giới thiệu cái ôm suông đó cho mình coi. Sơ mi của em là 1319, đợt này đi cũng nhiều lắm nè, thấy gói quá trời cái đầm này luôn. Hình như khách thích mấy cái sơ mi đi sao á. Thường em về sơ mi đi hàng nhanh hơn không hà. 1319 nha. 1319 sale giá là 299.000 đồng. Em còn full size cho mình luôn, 40-65kg là mặc vừa, mã số là 1319. 299k chị Nhung ơi, em mặc là sơ mi lụa nha. Chị Cảnh em đang mặc là 299k chị yêu ạ, mã số là 1319 nha. Ít là cho chị Thu Bùi, ok chị yêu luôn. Cái em thấy đi nhiều nha, nên là cái nào mà đi nhiều có nói cái chị mình trước để mất công nói ngốt nó hết. Mình lại chắc em sẽ thông báo trước. Đó là mấy cái phía sau này thì đi cũng bình thường. Có cái này là đi rất là nhiều luôn, cái này với cái màu cam nó đi rất là nhiều luôn. Em mặc là 1319 nha. Ai chưa có mình đặt sớm giúp em à, với cái sơ mi này nè. Với cái sơ mi màu nâu này nè là đi quá trời đi luôn. Đây, cái sơ mi này nữa là một những mẫu mà em thấy là đi rất là nhiều. Ví dụ như là 10 cái gói hàng em gói thì hết 6-7 cái mấy cái đầm này rồi, là mấy cái kia lái rác là 1-2 cái thôi. Đây, cái này đi cũng nhiều lắm nè. Đó, em mặc là 1319 nha, sale còn 299k. 1186 hả chị? 1186 hình như em hết rồi. Em hết rồi chị yêu ơi. Hết sạch rồi chị yêu nha, không còn nữa rồi. Đó, hôm trước mình không đặt, hôm nay em hết mất tiêu rồi. Không còn 1186 chị Nancy Nguyễn nha. Hình không còn cái nào ở đây luôn. Hết mất tiêu rồi chị ạ. Rồi, em đang mặc đây á, mẫu em đang mặc đây mã số là 1319 các chị nha, 1319. Chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em nha, em chưa hàng chưa sai cho mình nè. 1319 kèm xích thoại cho em nha cả nhà. Sơ mi lụa, sơ mi lụa khóa kẻ phía sau lưng nè. Cái nền này là màu hồng da nha, dễ thương lắm. Cái diện ngoài là thích liền hà, màu rất là nhẹ nhàng luôn. Hai túi hai bên và khóa phía sau lưng nè. Em sale là 299k luôn. 1319 kèm xích thoại cho em, 299.000 đồng. Đầm 99 hả chị? Có, hồi nãy em có mặc một cái đầm mà 99k rồi đó chị, cái đầm 70kg vừa. Rồi để sau cái này nha, em kiếm cái đầm nào sale 99 để mặc cho mình coi tiếp. Nhiều lắm, hôm nay sale 99 nhiều lắm. Có điều là có cái ít, có cái nhiều thôi. Có cái lẻ sai, có cái cầu đủ sai thôi. Rồi, 1319 xong xuyên qua mẫu nha. Sale cho mình là 299k đây. Ai chưa có cứ lên đơn giúp em nè. Em chưa hàng chưa sai cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm xếp thoại cho em là ok nha. Rồi tiếp theo em sẽ coi mẫu khác cho các chị coi nha. Nãy giờ em chưa mặc cái nào ta? Mình có muốn coi cái mẫu nào phía sau không? Em mặc cho mình coi nè. Không, em mặc ngẫu nhiên nha. Em sẽ mặc qua cái đầm mà. Đây, cái này là cổ đắp chéo nè, phải lụa cổ chéo, sale 179k, 1274. Đây là 1274 các chị nha, 179.000 đồng. Dạ chào chị Nắng Mai nè, em mặc là vải lụa chị yêu nha, chất lụa form xòe à, cũng có khóa phía sau lưng luôn, 1274. Rồi em còn full size cho mình luôn ạ, 179.000 đồng thôi mà full size luôn. Chị nào chờ em quên nó mặc cái 99k, cái em quên thấy này. Để em xíu nha, em kiếm cái 99k cho mình coi cái này nè. Cái này 99k nè, tự nhiên quên lãng xẹt luôn á trời. Để em chút xíu ạ, sau cái đầm này là 99k liền nha. Rồi em mặc là 1274 ạ, sale giá 179.000 đồng luôn. 5-1 cho chị Thủy Phan nè. Chị Cẩm Giang, đầm này đẹp lắm, chị mua hôm lúc em mới về nè, rất là xinh luôn. Em cảm ơn chị yêu nè. Đó thấy không, khách em nhận hàng rồi, khen rồi kìa. Không có gì phải lo khi mà em cho khách kiểm tra hàng. Đâu phải là em bắt cái chị nhận hàng, chưa biết là bên trong giao cái gì mà trả tiền đâu, không có. Cho kiểm tra luôn, mình mở ra, mình khui ra, mình coi coi đúng như em giới thiệu hay không. Nếu mà đúng rồi thì mình thanh toán tiền cho em, rất là đơn giản nha. Rồi đây là 1274, 1274 nha cả nhà. Sao cho mình luôn là 179.000 đồng thôi. 179k thôi nha cả nhà ơi, ai chưa có cứ lên đơn giúp em nè. Em chưa hàng chưa sai cho mình luôn ha. Mã số sản phẩm kèm xích thoại cho em là ok, 179k. Em chào chị Thùy Vi nha. Chị Úc Kim nè, chúc cho chị 1274 size L. Dạ ok chị luôn, cái đầm này em còn full size ạ. Mẫu đầm mà em còn full size nha, 179.000 đồng thôi, 65 cái độ về cho em là vừa.
65 cái độ về cho em là vừa nha, 1274 size M, size L, XL và 2X. Rất là dễ thương luôn. Xe rộng cho mình luôn. Cái này là hoa văn chứ mà là không phải là hoa này hoa kia mà chỉ là họa tiết phối màu thôi. Rất là dễ thương ha. 1274 ạ, à, chị Hoa chúc đơn 1274 nè. 50 kg mặc vừa, chị Dung Mai vừa luôn. Bây giờ chị cứ lên đơn cho em đi. Còn mà kỹ hơn là mặc size gì, cái đem tư vấn sau nên mình đừng lo nha. Em tư vấn sau 179k váy này. 179k. Đúng rồi chị Thủy Phan, 179k đúng rồi chị ơi, chính xác rồi, em có mặt qua đó rồi ha. À, chị Thanh Tâm chúc đâu 1274 nè, 179k nha cả nhà. Em mặc cũng là 179 nè, váy lụa nha, có túi hai bên luôn. Rồi bây giờ em sẽ qua đầm sale 99k được chưa? Chia sẻ cho em xong chưa? Nãy giờ mà ai chia sẻ rồi thì chuẩn bị đặt hàng, còn ai mà mới vô là phải nhớ chia sẻ liền nha. Tại vì nếu mà hồi nãy em kiểm tra mà mình chưa có chia sẻ like á là coi như là không có hợp lệ, không có được chốt đơn nha. Nên là vô chia sẻ like cho em liền, không có thiệt đâu các chị, chỉ có lờ chứ không có thiệt đâu. Rồi xe 99k cái máy này, 1244 hình như là em để sai rồi nè, 1244 nha. Rồi chính xác luôn, em lẽ sai rồi, chỉ còn hai size lớn thôi các chị ạ. Rồi đầm em đang mặc đây, mã số là 1244 các chị nha. Đầm von hai lớp nè, có khóa phía sau lưng ha. Hiện tại em đang sale cho mình là, trời ơi, hiện tại em đang sale cho mình là một, à không, 99k, quên, em đang mặc là 1244 các chị nha, sale 99.000 đồng thôi. 74 cho chị Kim Anh nè. Đầm A hả chị? Có đầm A sale 99 nè, có đầm A 150. Để em cầm mấy cái A cho mình coi ha. Đây, em có đầm A này là 99k nè chị. Đầm A vàng hoa cúc này em chưa có mặc, chưa mặc không được tính nha. Và đợi em mặc lên người mới được tính. Này đợi em xíu đi, chưa có mặc này đâu. Đầm A này là 99k chị yêu nha, A hoa cúc vàng. Rồi, A này là 150 nè. Đầm A la dâu 150 nè. Này cũng 150 nè. Đó là mấy cái đầm A của nhà em ha, còn nào không ta? Còn có mà em chưa mặc tới á, để em coi. Còn chưa mặc tới, giờ cũng không biết nào ở đâu nữa. Có gì để em xíu nha, để em mặc lần lượt từng mỗi cho mình coi ha. Rồi em váy này sale cho mình là 99.000 đồng thôi, 1244 sale còn 99k. Đầm mà von hai lớp nha các chị, có khóa phía sau lưng nha. May thêm hai cái dây cột eo hai bên nè. Đã cột trước hoặc cột sau cũng được ha. Chị Kim Anh là 944 nè. Em còn là hai size lớn thôi nha cả nhà. Còn size 55 tới 65 thôi, hết size nhỏ rồi, chỉ còn hai size thôi. 55 tới 65 ký giúp em là vừa. 1244 kèm số điện thoại cho em. Em kéo nó hư mất tiêu này, giờ kéo lên được kéo xuống cũng được luôn rồi. Chết em rồi. Kéo cái khóa hư mất tiêu rồi. Bây giờ em kéo xuống nó cũng không được luôn. Trời ơi. Rồi em còn hai size các chị nha. Dạ không có size 75kg rồi. Cái đầm này của em á là còn size 55 cho tới là 65 thôi. Chỉ còn hai size 55 tới 65 chị yêu nha. 75 thì không có. Mấy cái khác cũng không có luôn. Bên em size lớn nhất hiện tại là chỉ tầm là 70 thôi chị yêu ạ. Rồi đây là 1244 nha. Size XL với lại size 2X. Em còn hai size nha các chị, còn hai size 55 tới 65 giúp em. 44 cho chị Tuyết nè. Rồi còn chị nào không? Em có hai size thôi nha, hết size nhỏ rồi. Em hết size nhỏ rồi nha, chỉ còn hai size cho mình thôi, 55 đến 65 kg. Chị nào chưa có cái lên đơn giúp em ạ. 1244. Em kéo nó bị gì vậy ta? 1244 kèm số điện thoại cho em là được nha. Ai chưa có cái lên đơn đặt sớm giúp em luôn. Em chưa hàng chưa size cho mình. 1244 kèm số điện thoại cho em nha. Size 99.000 đồng, còn hai size nha cả nhà. Em còn hai size là XL với lại 2X. Em thấy hiện tại thì có cái mẫu 86 là đang chất ở phòng live của em. Thì em sẽ mặc cho mình coi, xong rồi em sẽ cho các chị coi dạ một vòng cái mẫu đồng đó. Nó sẽ như thế nào ha. Đâu rồi ta, 86 của em đâu rồi. Em mặc là 12. Ủa cái áo của em đâu rồi. Em mặc là 1244 các chị nha. Đang sale giá là 100. À không, em sale có 99k thôi, em nhầm. Em sale 99k nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em ạ. À, đợi xíu. Em kiếm cái đầm 44. Em mặc cho mình coi. Đây. À quên, lộn, cái đầm 86. 44 với chị Thảo Nguyên nè. Ok chị yêu luôn. Còn chị nào chưa có không? Đặt sớm giúp em nha. Em sale có 99k thôi hả? Có 99.000 đồng mỗi đầm của em thôi. Ai chưa có cứ lên đơn. Em chưa hàng chưa sai cho mình. Bây giờ em tháo ra nó cũng được. Đợi xíu nha.
cái đầm này em bị hư cái phát kéo mất tiêu rồi. Trời ơi, kéo không được. Rồi xong, hư luôn cái đầm luôn. Đây em có cái 86 cho mình coi nè, mẫu này em sale là 219k, mẫu này là mẫu dưới phòng live của em nè. Đây 1286 là mẫu đầm này, em sale là 219, 65kg đổ về cho em là vừa nha. Em còn cho mình là em còn cho các chị mình là 4 size nha, full size cho các chị mình luôn nè. Size M, size L, XL và 2X nha. Chị nào chưa có thì cứ lên đơn giúp em 1286. Rồi full size cho các chị nha, size M, size L, XL và 2X luôn. Chị nào chưa có cứ đặt hàng cho em đi ạ. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Cái bao đồ đâu rồi? 1286 các chị nha. Ai chưa có cứ lên đơn cho em nè. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Mã số em đang mặc các chị coi hai cái bên tay của nó nè, coi rút dây cho mình. 96 hả chị? 96 là gì ta? 96 à cái đồng này. 96 là cái đầm này chị ơi, cổ vét ạ, cổ vét màu đỏ đô này chị Lan Nguyễn nè. Cái mẫu này em cũng có mặc qua rồi. Tiếc quá với chị Vôi Trẻ có mặc qua cái này rồi. Đây là 1296 chị yêu nha. Đúng không ta? Đúng rồi, 1296 nè, đầm cổ vét nha cả nhà, cổ vét màu đỏ đô, có túi hai bên và khóa phía sau lưng ha. Em đang sale có 299k thôi, nhưng mà mặc qua rồi nha, tiếc là mặc qua rồi. Rồi em đang mặc cái chị coi hai bên tay nó có nút thun rất là dễ thương nè. Đó, đầm lụa hai bên tay nút thun, khóa phía sau lưng và có hai túi cho mình. Rất là xinh luôn. Hiện tại chị nào tầm 65kg độ về cho em là vừa nha. 40-65kg là mặc vừa. Ai chưa có cứ lên đơn cho em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Rồi đây ha, em sẽ cho các chị coi cái mẫu của em. Cái mẫu của em đang mặc ha. Đây, mình đợi em xíu nhé. Đây là mẫu em đang mặc các chị coi nè. Đây ha, đây là phòng live của em chứ không phải là kho, nhưng mà nó quá nhiều đồ nên em phải chất nó xuống dưới này luôn. Đây là mẫu em đang mặc nè, nó nằm ở phía dưới này. Đó, nó giống hệt với cái em đang mặc luôn các chị thấy không? Hoàn toàn là giống nhau ha. Như cái này của nó sẽ là size 2X nè. Đó, giống em đang mặc ha, cái trên này là 84 nè, bên này là 78 nè, là toàn rất là ít luôn. Đó, nó chỉ có nhiêu đó thôi, cái zoom nè. Các chị thấy không? Đây là cái đầm ren màu vàng. Đầm ren màu vàng, đầm ren màu cam, đầm ren màu tím, nó chỉ còn nhiêu đó thôi nha. Cái bao này là bao gì đây ta? Bao này là hàng mới chưa có khui. Đó, tổng cộng chỉ còn nhiêu đó thôi. Đây là các chị tranh thủ vào sớm giúp em. Đó, cho mình dạo một vòng rồi thấy hết rồi đồ gì đồ, bây giờ là phải tràn xuống dưới phòng live của em luôn rồi. Đó nên nếu các chị mà thích cái mẫu đầm nào tranh thủ đặt luôn nha. Có rất là nhiều mẫu hôm nay em đã lẻ size rồi đó các chị ạ. Thấy không, cái hàng em đang mặc không các chị hết. Hàng của bên em á là về số lượng lớn luôn. Một mẫu như vậy về tới cả 500-700 cái lận. Nên là không bao giờ khác nhau được cả, mình yên tâm nha. Rồi đây là 1286. Đi dạo vòng rồi bây giờ quay lại xăm xe tiếp ha. Xe cho mình là 219k nha cả nhà, 219k 219k nha. 65kg độ về cho em là vừa luôn. Rồi, ai chưa có cứ đặt sớm giúp em nha. Em chào chị Trần Kiều ạ. Mẫu này là 1286 các chị ơi, 1286. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em ha. Em chịu hàng chịu sai cho mình. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 40-65kg là mặc vừa luôn. Thử màu cam hả chị? Kiếp tham em mặc rồi. Thiệt hồi nãy đầu like là không biết mấy chị khách của em là thích mấy cái đầm ren hay sao á. Em mặc cái màu vàng xong kêu em mặc cái màu cam em mặc luôn rồi. Xong rồi kêu mặc cái tím em cũng mặc luôn rồi. Mình để một chút xíu nha, cỡ tầm mà qua hai mẫu nữa đi, qua hai mẫu nữa đi, em sẽ tua lại cái đầm ren cho mình coi nha. Hồi nãy ai hỏi cái tím hay là cái vàng hay là cái cam thì mình đợi em qua cỡ tầm là 2-3 mẫu khác em sẽ mặc lại hai mấy cái đầm ren đó cho mình coi. Tại vì sale rẻ quá. Cái cam có 200, cái vàng có 179, cái tím thì chỉ có là 206 thôi. Là khách em đặt quá trời, hôm nay nó gồm hết á. Cái tím em mới về mà các chị thấy nó còn lỏng nó không không? Có một lỏng tí xíu ở đó thôi, mỗi size có hai mấy cái là hết rồi. Em mặc là 1286 nha, 219.000 đồng. 65kg độ về cho em là vừa đây. Sale cho mình luôn là 219.000 đồng nha. 1286 ạ. Size 2X dạ có, chị ơi full size luôn. Em mặc là full size chị yêu nha. Rồi ai chưa có cứ lên đơn giúp em ạ. 1286, size M, size L, XL và 2X luôn. Size M, size L và size 2X nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em ạ. Em chừa hàng chừa size cho mình nha. 1286 kèm số điện thoại cho em. Rồi,
Sơ mi hả chị? Sơ mi thì em thấy có cái sơ mi 85 ở đây. Để em mặc cho nó còn mấy cái. Có nha, để em xíu nha. Đây sơ mi nè. Cái sơ mi này nó nằm ở dưới phòng live của em nè. Thì em sẽ biết cái số lượng của nó. Để mặc cho mình coi. Này size gì đây? Ủa sao size lớn vậy? XL dữ vậy? Đây đây, sơ mi của em. Mình để em xíu nha, qua cái sơ mi này cho mình coi. Sơ mi này là 1252 à, nằm ở dưới phòng của em nè. Rồi 86 là 219k nha cả nhà ơi. Rồi em qua cái sơ mi nha. Qua cái sơ mi mã số là 1252 cho các chị coi nè. Sơ mi hoa màu nâu rất là đẹp luôn. Cái này là nhẹ nhàng ha. Ai thích nhẹ nhàng trung niên thì chọn cho em cái này thử nè. 1252. Em coi cho nó còn mấy size đây đã. Đầm em mặc là 219 đó chị, em mới mặc qua. Em mới mặc có cái 86 ha, cái giá của nó là 219k. Cái đen hoa màu cam mà cái tay đút thun hai bên á. Còn bây giờ em chuyển qua cái sơ mi này là 1252. Em còn hai cái size M, còn lại là size lớn hết luôn. Size 55 65 là nhiều nha, 1252 nè. Rồi. 249k. 249.000 đồng nha cả nhà. Sơ mi lụa hoa màu nâu. Cái bộ này không có may túi nha. Riêng cái sơ mi của em là có zip ly cho mình thôi nha. Form xòe, zip ly tay ngắn cho có túi. Có túi thì có mấy cái sơ mi hoa khác là có túi. Còn cái hoa của em là không có túi nha, có zip ly thôi. 1252 à. Sale còn 249k. Lẽ sao đang sale luôn. 249.000 đồng. Full size cho mình từ 40-65 nha. Đây giống em đang mặc các chị coi nè. Giống phải cái của em luôn. Khác lại cái to cái nhỏ thôi ha. Đầm em đang mặc có size 2X không? Dạ có chị, có size 2X đây. Em đang mặc là em đang cầm cái này là size XL. Đây ha, cái này XL. Em đang mặc là size M nè. Hiện tại em chỉ còn cho mình là hai cái size M thôi, còn lại là size lớn hết. Đây các chị thấy là giống nhau chưa? Em cũng mới cho mình coi dạo một vòng sau phòng của livestream của em rồi, là tất cả các bộ này là đều có sẵn hết rồi nha. Đặt em mặc sao làm giao vậy cho mình thôi. Đi cho em đang mặc nè. Khác là cái size ở đây thôi, cái size lớn cái size nhỏ thôi nè. Đây là XL. Em mặc là size M nha. Sơ mi lụa tay ngắn khóa phía sau lưng. Rất là đẹp luôn ạ. 249.000 đồng. Em chào chị Mỹ Linh nha. Mẫu đang mặc là 1252. Em đang mặc là 1252 nha cả nhà. Dạ không chị ơi, không có co giãn rồi. Cái đầm này của em, cái chất của nó là vải lụa chị. Và em có may chiếc eo ở đây rồi. May chiếc eo rồi zip ly nữa nè. Nên nó không có co giãn chị nha. Đo giúp em cái phần eo đi. Để em coi cái này là size gì. XL eo nó nhiêu đây ta? Thường XL là eo 78. Em đo cái này XL eo nhiêu nha. Thấy cũng khá rộng á. Rồi mẫu đang mặc đây là 1252 nha cả nhà. Đầm mặc đầm sơ mi lụa giúp em nha. Sơ mi lụa sale còn 249, lẽ sai rồi. Bình thường là 300 á, nhưng mà nếu lẽ sai rồi là em sale nó còn 249 luôn. Rồi. Ui cái này eo to dữ vậy ta. Cái XL này là eo của nó lên tới 80 luôn đó các chị. Ủa sao này rộng dữ vậy ta. Để em đo cái 2X luôn nha. Để em xíu nha. XL 2X nè. Đây, em đo cái size 2X của mẫu đầm này xem thấy XL hồi nãy sao cái nó rộng dữ vậy. Đợi em xíu nhá. Em đo cho mình coi cái 2X luôn. Cái này là 2X nha các chị. Đó khui ra thì y chang em mặc vậy đó. Em giao hàng tới các chị cũng khui ra mình coi trước nè. Coi trước nè, coi sau nè. Kéo thử cái khóa coi được không. Đó, kéo thử cái khóa coi ok không. Ok thì trả tiền cho shipper nha. Rồi cái này là size 2X nha cả nhà. Em đo cái eo nó coi nhiêu đây. Sao XL rộng dữ vậy ta. Ủa sao thấy em nó cũng vậy vậy, có lộn sai không vậy? Rồi em đang mặc là 1252 nha. Cái đầm này eo của nó rộng ghê luôn á chị ơi. Ôi đầm này size 2X á, là eo của mình là tầm 88 đổ về luôn. Ui rộng dữ vậy. Eo đầm này size XL là đã tầm là eo 80 rồi. Còn cái size 2X thì eo 84 rồi nha. Size XL là eo 84 rồi. Còn cái đầm của em đang mặc á, size 2X là eo của nó lên tầm là 88 rồi nha cả nhà ơi. Rồi ai size eo 88 đổ về mặc cho em cái đầm này cũng đùa luôn. Ủa, em đo mới biết luôn á chứ. Nó bo to dữ vậy trời. Rồi em đang mặc là 1252 nha cả nhà ơi. 249.000 đồng. 249k nha. 65 cái độ về cho em là vừa. Hiện tại em còn cho mình là size M, size XL với lại size 2X còn 3 size thôi. Sao còn 249 ạ? 249.000 đồng. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em nha. Em chữa hàng chữa size cho mình luôn.
Không gọi chút đâu mà em có chị Hương Mù ơi, chưa có ai gọi cho mình hay là sao ạ? Mình đặt bao lâu rồi? Mình đặt hàng là hồi bây giờ hay là hồi trưa hay là hồi sáng? Bao lâu rồi mình nhắn tin cho em nha, để kiểm tra coi là có bị sót đơn của mình không nha. Có số lớn hơn không em? Đầm em mặc đầm chị 77 kg. Dạ không rồi, bên em hiện tại là chỉ có size là tầm 70 kg đổ về thôi chị ạ. Em chỉ có size lớn nhất luôn là 70 kg thôi, còn lại trên em không có chị nha. Rất là tiếc không có size của mình. Cái em mặc trước hả chị là 1286. Đây em vừa mặc qua xong là cái này 1286, đầm lụa tay đúc thun hai bên, hai bên tay nó có đúc thun này đó, đầm lụa nền đen hoa vàng hoa cam, phải cái này không chị? Nếu mà đúng nó là 1286 chị yêu nha, 219.000 đồng. Em mặc thì 250 nhá, 249 là 250 đó. Rồi chị nào chưa có mình đặt giúp em ạ. Eo 74 size L chị Hoa Tống nha, eo 74 size L cho em ha. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Em sẽ mặc cho mình coi cái đầm mà body, cái đầm body đuôi cá vải lụa này nha. Đây em đang sale có 199k thôi hả, mình đợi xíu nha. Body đuôi cá vải lụa mã này là 1270 đang sale cho mình là 199.000 đồng luôn. Cổ đính ngọc trai nè, đuôi cá ở phía dưới là vạt xéo nằm bên cao bên thấp nè. Rồi sale cho mình luôn 199k nha cả nhà, đuôi cá lụa giúp em nha, 1270 ạ. À bên em cho chị địa chỉ cửa hàng luôn. Vậy hả chị Hương Vũ, vậy là mình có đặt hàng bên em bao giờ chưa? Thường mà khách mà đã có đặt rồi á, mà thông tin đã có rồi thì bên em ngày nào mà đơn nhiều quá thì các bạn sẽ gọn lại cho mình luôn là sẽ là nhắn tin chốt đơn thôi. Còn hôm nào mà đơn ít này kia rảnh rảnh các bạn gọi điện thoại cho mình xác nhận nha. Chắc là do hôm nay đơn nhiều á không có gọi cho mình á. Trường hợp mình có đặt hàng rồi, đã có số size rồi, đã có địa chỉ rồi thì em cứ về em giao thôi chị yêu nha. Chị Phương Trang đã đặt hàng lâu chưa ạ? Cho em xin cái số điện thoại của mình đi. Cho em cái số điện thoại thì để em coi là mình đặt hàng hồi nào, em kiểm tra báo cho mình luôn nha. Chị nhận hàng rồi, nghe em, hàng đẹp. Em cảm ơn chị Trương Tiềm nha. Đó thấy không, khách em nè, em ghim phía dưới nha. Đó, có chị khen là vô, ghim liền. Em đang mặc là 1270 ạ, body đuôi cá phải lụa. Cái mẫu này bên em may cho mình á là bên cao bên thấp, cái đuôi cá phía dưới á, bên này cao này các chị, bên này cao bên này thấp nè, nó sẽ xéo xuống phía dưới cho mình ha. Rồi sale cho mình luôn. Cái này có dưới này không ta? Cái này không có rồi, có em khui cho mình coi rồi không có. Cái đầm này của em là chỉ có size à 4 size luôn chứ em lộn. 1270 nha, body đuôi cá vải lụa. Rồi em còn 4 size luôn. 65 kg độ về cho em là vừa nè. Đầm bông màu tím sau lưng của em. Chị mặc vừa không em? Dạ không rồi. Em có cái maxi này là coi giãn được thêm 5 kg nữa nè, nhưng mà nó cũng tối đa là 70 thôi chị ơi. Tiếc quá không có size của chị rồi. Hoặc là cái đầm này tối đa cũng là 72 thôi, giờ 72 thôi. Cái đầm này nè chị, em có cho mình là bo thun phần eo. Thấy các chị coi nè. Đó coi vậy được như vậy luôn ha, nhưng mà rất tiếc là em sợ là mình tăng ký nhiều quá, mua hàng online mà em sợ là do tới là không vừa sao, nên em cũng không dám bán cho mình nữa. Nếu mà chị nào tròn người quá, số ký của mình hơi cao á, các chị hơi to á, mình qua trực tiếp cửa hàng bên em được không? Qua trực tiếp cửa hàng bên em coi thử coi vừa không, chứ online thì em sợ giao tới không vừa. Đó thì cũng rất là khó cho em. Nếu là chị nào mà size trên 70 kg, mình qua shop em thử coi cái này vừa hay không nha. Rồi em đang mặc đây là 1270 ạ. Mẫu đang mặc là 1270 các chị nha. Em đang mặc là 65 kg vừa. Rồi mẫu em đang mặc là 65 kg đổ về cho em là vừa các chị nha. Chất liệu là vải lụa nè. Em có may theo một lớp bên ngoài đây, đính cho mấy viên ngọc trai trên này. Đó, đuôi cá thì vặt xéo bên cao bên thấp nha. Xe 199k thôi ạ. 1270 kèm xích hại cho em. Body nè, còn nếu các chị thích body suông em cũng có luôn. Em có body ôm, body đuôi cá nha. Mình không thích body đuôi cá cũng có body ôm cho mình luôn, suông cũng có luôn nè. Sale còn 199k mới đang mặc thôi. 1270 kèm xích họa cho em nè. 65 kg độ về cho em là vừa nha. Chất lụa khóa kẻ phía sau lưng nha. Thường thì body em sẽ không có may túi, tại vì em sợ nó sẽ lộ, nó sẽ bị lộ cái túi cái chị. Thường mình chọn cái đặt vô nè, nó sẽ bị hở cái túi ở đây, hoặc là nó sẽ bị phồng cái túi lên, nó sẽ không được đẹp cái dáng đầm nữa. Nên là chỉ có đầm xòe hoặc là suông này kia thì mới may túi thôi, chứ còn body thì không có cái nào may túi hết. Kể cả các em đang mặc hay là mấy cái khác cũng vậy, em còn body khác rất là nhiều. Còn body suông, body ôm, cổ đổ, cổ tròn gì đó cũng có. Em mặc là cổ này cổ gì ta,
cổ đính ngọc trai đi ha, đính ngọc trai cho mình nè. Đó, đầm lụa các chị nha, 65 kg độ về cho em là vừa, 40 đến 65 kg giúp em là vừa nha. 1270 ạ. 1270 kèm xích lại cho em. À quên, chị Pháp nó mặc cái đồng đen màu cam phải không? Đây em sẽ tu lại cái cam cho mình coi. Mình muốn coi cái mẫu nào nữa không? Em sẽ mặc cho mình coi lại. Hồi nãy Đậu La thì có mặc qua cũng mấy mẫu rồi nè. Tím mặc rồi nè, cam mặc rồi nè. Bây giờ sẽ mặc lại màu cam nha. Đó, cứ yêu cầu mẫu nào không mặc cho mình coi nè. Bao này đưa cá đẹp lắm nha. Em cảm ơn, em cảm ơn chị Trương Mỹ Lan nha. Rồi 65 kg đổ về cho em là vừa nha cả nhà. Đây chị khách em mua rồi, có lẽ khen đẹp mà thiệt sự nó đẹp mà. Nhận hàng là cho kiểm tra luôn. Nếu có chị sợ em giao tới mà nó không giống như vậy, em cho mình kiểm tra hàng luôn. Xem hàng thoải mái, kiểm tra thoải mái giúp em. Coi trước coi sau, coi trái coi phải, kéo thử cái khóa vừa thì mình trả tiền cho em thôi. Đó là đơn giản ha. 1270 nha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ qua cho mình xem một em váy khác. Hả? Dạ. Rồi em có cái này cho mình là 1289 là đầm ren màu cam các chị nha. Đầm ren màu cam mã số là 1289. 70 là váy lụa chị Thu Hà, chất lụa chị yêu nha, chất lụa lụa mango. Mặc cho chị xem cái 1319, 1319 là gì ta? 1319. Để em nhớ lại coi. 1319. Nhiều cái em chưa có nhớ mã số. Để xíu em nhớ lại coi cái đó là cái mã nào cái đã. Rồi em đang mặc là 1289 nha. À, chị cao với 64-77kg. Ok. Ok chị dâu tây ha. Để có gì em mà em kiểm tra để em nhắn tin cho mình nha. À, cho xem lại mẫu sơ mi. Sơ mi em nhiều lắm chị. À, chị Thủy Bùi ơi, chị muốn xem cái sơ mi nào nè. Em có rất là nhiều sơ mi luôn. Nãy giờ cũng có mặc qua mấy cái nè. Sơ mi để xanh hoa cúc nè. Đó. Sơ mi nữa là data, sơ mi hoa nôi mới mặc qua nè. Đây, cái sơ mi hoa nôi mới mặc qua là 1252 nè. Này là gì đây ta? À đây 1319 nè. Rồi chị khách em mới hỏi xong em quên mất tiêu. Cái sơ mi hoa màu hồng hồng da em có mặc qua rồi là 1219 nè. Đây là sơ mi lụa nhà em luôn. Cái này là 12. Cái này em thấy là đi hàng cũng nhiều lắm mà quên mất tiêu mã nó rồi. 1305, đây là 1305 đi hàng cũng rất là nhiều. Đó, mình thích cái nào mặc cho chị coi nè. Em mặc đây là 1289 trước nha. Ren màu cam mã số là 1289 ạ. À, cho xem mẫu suông rồi. Ok, đậm xíu nha. Có cái đậm suông là 99k chưa có mặc nè. Đây, siêu phẩm 99k của nhà em, không đẹp không lấy tiền cũng lẽ sai rồi đó. Để em bây giờ chia sẻ like cho em đi. Ai chia sẻ đồ mới chốt nha. Còn đợi mà đặt xong rồi một hồi em chuẩn bị chốt đơn cho chị khách đó. Mà kiểm tra ra chị khách này chưa có chia sẻ live stream là không có chốt được đâu nha. Vô là chia sẻ like cho em liền đi ạ. Em mặc là 1289 ạ. Đầm mà đầm ren màu cam. Còn ba size cho mình là size L, size XL với lại size 2X. Em đang mặc là 1289 nha. Còn 3 size là L, XL với lại 2X ạ. 50-65kg giúp em là vừa nha cả nhà. Ren cam, khóa kẻ phía sau lưng. Đó, quá dễ thương luôn. Giảm còn 199k cả nhà ơi. 192 chị rồi, cái sơ mi đó hả? Cái sơ mi đó mình đợi em cỡ tầm 1-2 mẫu nữa nha. Đợi em cũng có mặc qua nó rồi. Nên là bây giờ mặc lại liền thì không có được. Đợi em 1-2 mẫu nữa nha, em sẽ mặc lại cho mình coi. Chịu khó đợi một xíu. Rồi, em mặc là 1289 à, đầm ren màu cam. Có lót ở bên trong nha, có khóa phía sau lưng, túi hai bên và lót ở phía trong luôn. Em sao còn 199k thôi. 1289 kèm sinh thoại cho em. Đây hoa văn các chị coi nè. Đây, hoa văn là những chiếc lông vũ. Đó, cái nền này có kim tuyến nha các chị. Cái màu cam này nè. Đặc biệt là khi các chị nhận hàng là bất ngờ luôn. Tại vì nó còn có kim tuyến lấp lánh nữa. Mà sale có 199k thôi. Chị nào chưa có mời thử nha. 1289 à. 1289 kèm xin hỏi cho em. 65 cái độ về cho em là vừa. Ai chưa có cái lên đơn nha. Em chừa hàng chừa sai cho mình luôn. Rồi, bây giờ em sẽ qua một em váy form suông. Giá là 99k cho mình. Đó, toàn là siêu phẩm không đẹp không lấy tiền luôn. Cho các chị xem hàng mình yên tâm nha. Đây, em có cái phong suông màu vàng hoa cúc cho mình đây. Suông vàng hoa cúc mã số là 1241 nè. Cái này 99k nè các chị, đẹp không? Đẹp vậy mà sao có 99 mà phải lụa đàng hoàng nha. Chất lụa mango cho mình đàng hoàng. Em may là phong suông chữ A nè, túi hai bên luôn. Trời ơi công phu mà sao có 99k thôi ạ. À. Không phải là 99k là may được cái đầm này đâu nha, mà là em trương khách hàng. Chứ bây giờ 99k là đảm bảo luôn, không bao giờ may ra cái đầm này của em. Tiền vải là chưa đủ nè, tiền công là chưa có nè.
Sao may ra được có chị, em chắc chắn luôn nha. Em lại bán lỗ vốn mà. Em đảm bảo với các chị là kiếm không ra sáu khách bay cái này đâu. Là vì bên em là chấp nhận lỗ vốn mà. Chỗ khác người ta đâu có dám bán lỗ vốn chi. Người ta may cái đầm về bán phải có lời chứ. Em lại em chơi lỗ vốn hết mình luôn. Đây 1241 có 99 tay máy này thôi ạ. Phân xương chữ A nha. Đây hồi nãy có chị khách hỏi em cái đầm chữ A phải không ta? Em quên mất tiêu rồi. Không nhớ chị khách có tên gì nữa. Đây là 1241 nha cả nhà, sale 99k nha. Cái váy von gần váy vàng bên ngoài, váy von gần váy vàng bên ngoài. Váy vàng bên ngoài là cái đầm này ha. À, von hả chị, em có cái này là bao thun eo nè, cái này là bao thun eo là xanh hoa cam đất nè, là vải cát thái không vải von. Cái đầm này cũng là vải lụa luôn không vải von luôn. Chị thích cái nào? Xanh hoa cúc ta này hay là cái đầm mà xanh hoa cam đất, hay là cái này? Cái này là vải la dông, phong xương vải la dông, đó làm những cái kế màu vàng. Thì em không biết là chị hỏi cái nào. Cho em xin cái màu sắc hoa văn để em dễ phân biệt hơn nha. Rồi em đang mặc là 1241 ạ. 1241 xe 1 à xe 99k, em quên xe 99k thôi. Rồi hết size L. Mẫu em hết size L nha cả nhà, còn 3 size là size M, size L với lại size 2X nha. Xe 1 à xe quên, em cứ nói là sale trăm mấy hoài à. Bình thường em bán là 150 á, nay quên sale có 99k thôi. Em sale 99k cho bài livestream này luôn. 1241 kèm số điện thoại cho em ạ. 1241 size M, size L và size 2X luôn. Nhưng mà cái bán này phải chia sẻ mới được tính nha. Với lại là phải mua trong live này. Nếu các chị không chia sẻ live là cũng không chốt giá 99 đâu. Hoặc là mình mua ngoài cái live này đi. Mình đợi em tắt live rồi mới mua thì nó cũng về là 300 nha. Tắt live về 300. Hết chương trình sale cũng về 300. Chỉ có mua liền bây giờ thôi. Mua trong bài livestream này giúp em là chốt luôn là 99k cho mình. Chị Kim Thoa chốt đơn 1241 luôn ạ. À xanh hoa cam đất rồi. Ok chị luôn. Đây, cái xanh hoa cam đất này là em may bo thun là 70kg vừa đó. Đâu rồi ta, trong này có một cái nè, mình đợi một xíu nha. Em mặc cái trong này cho mình coi, tại cái đó nó size lớn. Mã kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho em nha. Em chừa hàng chừa size cho mình nè. Đợi một xíu nha, cái đầm nó đâu rồi ta. Đây, em mặc là 1241 nha. Xong xin coi mẫu nè, xe 99k nha. À, chị Thanh Xuân lấy cái 41 nè. Đây, sale 99k đó. Chị nào không đặt là ngày mai, ngày mốt họ lại em không biết đâu nha. Tại vì nhiều khi là cái chương trình sale nó chỉ có vài hôm thôi, hoặc là nó lại sao mất tiêu rồi. Đây, hôm nay hết size L rồi. Em còn cho mình là 22 cái size M, 13 cái size XL và 25 cái size 2X nữa thôi. Là chính thức khách hàng luôn. Hết là hết luôn, không có về thêm nha. Một đầy là em ngân hàng rồi đó. 1241 kèm số điện thoại cho em ạ. Sale 100, sale 99k cho mình nha. Em quên, sale 99k nha cả nhà. Rồi để em qua cái xanh hoa màu cam đất cho mình coi nha. Cái xanh hoa cam đất này cái mã của nó là 1275 cái chị nha. Em may bo thun phần eo nè. Ủa sao gì đây? Ủa sao mặc cái size này lỏng quá vậy? Để em xíu nha. 1275 nè. Rồi đầm xanh hoa màu cam đất mã số là 1275. Đây là vải cắt thái. Cái chất này thì nó không có co giãn, nhưng mà đổi lại em sẽ may là bo thun cho mình, nên là có thể tăng thêm được là 5kg vô giúp em nha. Đây các chị nè, bo thun phần eo nè. Cái bộ này là bo đầm bo thun các chị nha. Bầu bí mặc đồ cho em luôn, hoặc là 70kg đổ về cho em là vừa. Có bo thun cho mình mặc thoải mái lắm, dễ thương lắm. Dạ được chị ơi, được chị cứ đặt giúp em đi. Cái váy này là 6-7kg vô tư ạ. Đầm này của em là tầm 70kg còn vừa nữa nè. Đây, cái đầm này của em là tầm 70kg đổ về là vừa nha. Xanh hoa cam đất nè, có tay nha cả nhà. Cái tay này cũng có bo thun nè. Chị nào thích cho nó phồng phồng thì mình để nguyên ha. Còn ví dụ mà mà không có quen, nó bó bó cái tay mình không có quen, thì có thể là về nhà tháo cái tung tay này ra cũng được nha. 1275 giúp em ạ. Đơm thêm mà mấy viên đúc gỗ đây rất là dễ thương nè. Đó, em mặc cái này là size lớn á, không phải size của em. Cái này em đang mặc là size XL lận, nên nó hơi rộng so với một chút xíu. Không biết nó sẽ mở em nằm đó mất tiêu rồi, kiếm không có ra. Còn cái này là cái size 2X. Đây, nó còn độc ác hơn nữa. Đây là 1275 nha cả nhà. Em cầm cho mình coi coi nè, nó giống nhau ha. Nhiều chị cứ sợ là em giao tới cái size lớn á, ví dụ như là thấy mặc cái size M mình thấy nó đẹp quá, nhưng mà sợ là chị mặc cái size L hay là 2XL thì không biết là giao cho chị cái đầm nó có đẹp giống cái em mặc hay không. Thì em đang mặc đây là size L, bản thân em đang mặc đây luôn XL, và em đang cầm lấy cái size 2X nè. Đây là cái size sẽ dành cho chị nào tầm 65-70kg mặc vừa, là cái đầm em đang cầm ở trên tay. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó co giãn được dữ lắm nha.
Đó, coi giống như vậy này các chị thấy không? 70 cái đổ về cho em là vừa 1275, xanh hoa cam đất mã số là 1275 ạ. À. Sale cho mình luôn là 149k nha cả nhà, 149k, 65 hoặc là 70 cái đổ về cho em là vừa nha. Tiếp sau trơn không cần khóa kéo luôn, mặc thoải mái giúp em luôn. Chỉ cần chồng vô cho em là được rồi. 1275 cho chị Kiều nè. 1275 dạ 45 ký mặc vừa luôn. 45 mặc size M giúp em là được nha. Để em coi coi nó còn mấy size đây. Ôi trời ơi, hết size L nữa rồi. Hôm nay là đa số là hết size L rất là nhiều. Không chỉ riêng cái của em mà nhiều cái khác cũng hết size L rồi nha. Size L lấy cái khung size vàng hay sao? Khách em mua size L nhiều lắm. Bao nhiêu cái về size L nó cũng hết trước không hả? Mặc dù là cái đợt sau này nè, em đã về cái size L nhiều hơn bình thường. Bình thường ví dụ như em về đều luôn là 200 cái thì size L cũng 200. Cái đợt này em về size L là nó hơn 50 70 cái luôn đó mà cũng hết size L trước tiên. Em còn có hai cái size M nha, còn lại là size lớn hết luôn. Size 149k nha cả nhà. 1275 kèm điện thoại cho em ạ. 1275. Đồng đi tiệc hả chị? Có luôn. Đồng đi tiệc thì em có. Chị thích mua, chị thích mặc đầm xòe hay là đầm ôm body? Đầm xòe thì em có cái đầm xòe siêu lấp lánh nè. Đây nha. À, quan trọng là thích đầm hoa hay sao nữa. Tại vì em có nhiều cái đầm nổi nổi đi tiệc được. Đây đi tiệc thì có đầm xòe kích cườm lấp lánh cho mình đây ha. Hoặc là body, body cũng có lấp lánh luôn. Đây, ren màu cam. Đó, mấy cái đầm như vậy đó cứ đóng tiệc cho em là bao đẹp luôn nè. Ren cam, ren vàng các kiểu ha. Body, body cổ đổ màu cam. Đó, đẹp chưa? Cam này cam đất cũng có lấp lánh nha. Ở ngoài nhận đẹp hơn nha, lấp lánh mà trong like là không có thấy. Đó, cam đất body cổ đổ nè. Cái đầm chưa có mặt á. Rồi, ôm su màu xanh. Đây, ôm su màu xanh này các chị cũng kim tuyến lấp lánh cho mình nè. Hay là đầm màu cổ vét, đầm cổ vét màu xám. Đó, mấy cái này đi tiệc đi chơi gì cũng đẹp hết trơn. Nói chung là mình thích cái nào, em mặc cho mình coi cái đó nha. Rồi bây giờ mặc là 1275 nha. Để coi sáu này mặc cái nào đi tiệc ta. À mặc cái body màu cam đất đi ha. Để giờ chưa mặc body nè. Em mặc là 1275 ạ, 149k. 75 size L em hết rồi chị Bình Độ ơi, tiếc quá. Em vừa hết ngay cái size của mình rồi. Em còn cho mình là size M, size L với lại size 2X. Chị lấy size L được không chị? Nó không có rộng hơn bao nhiêu đâu. Tại vì may bo thun mà. Đây, em là 50kg mà em còn mặc cái size L là em thấy bình thường nè, chị thấy không? Đó, nó có cho mình là bo thun này rồi. Nên là em mình bao nhiêu á, nó chỉ là ôm lại thôi nha, ôm lại cái đó thôi. Em đang mặc XL nha. Bình thường em mặc có size M thôi đó. Không biết sao lại lộn XL ở đây đây. Đây các chị thấy không, em mặc hơn 2 size mà cũng bình thường. Nên là nếu mà có hết cái size của mình thì tăng lên 1 size cũng được nha. Hoặc tăng lên 2 size cũng được. Em tăng 2 size mà thấy nó cũng bình thường, không rộng lắm. Nếu em không nói các chị cũng không biết là em đang mặc XL đâu, đúng không? Nó cũng bình thường thôi ạ. À, bo thân phần eo nha. Rồi em sẽ qua cái đầm body à, màu cam đất cho các chị coi nha. Body cam đất cổ đổ nè, đi đám cưới đám tiệc hay là đi làm công sở cũng được luôn. Rồi em sale là 299k nha. Đây là 1313 nè. Cái này em thấy đi hàng cũng nhiều nè. Chắc là cái màu nó lạ hay sao á. Đây, body cổ đổ nha cả nhà. Mã số là 1313 nha. Cái chất này là taxi kim tuyến nè. Nó có co giãn nha các chị, tăng thêm được là 2kg hoặc là 3kg vô nha. 1313 cho em. Size full size nha. 1313 full size, 65kg độ về cho em là vừa. Chị 58. Ok chị 58. Ủa 58 là XL đó. 58 là XL đúng luôn á chị nha. Em 50 và còn XL bình thường nè. Thì 58 là XL là vừa đúng khớp rồi đó chị nha. Vừa chị cứ đặt giúp em nha. Chị Thái Nguyễn 75 nè, ok luôn. Rồi chị đợi XL nha. Tại vì nãy chị lên đơn size L là các bạn bên em sẽ thấy là không có size đó. Các bạn sẽ báo với mình là chị ơi đầm đem hết size rồi nha, là không có chút đơn á. Chị đặt lại giúp mình XL nha. Rồi em đang mặc đây là 13. Để mới đọc là gì con rồi. 1313 phải không? Em quên mất tiêu rồi. 1313 đúng rồi. Đầm Atashi kim tuyến ạ. Body cổ đổ cho mình đây, đẹp chưa? Đi đám cưới đám hỏi cho em là vô tư luôn các chị nha. Lên bao chuẩn dáng luôn nè. Đó, đám cưới đám tiệc mặc đều được luôn ha. Xách theo cái túi vô nữa là ok đẹp. Đây, sắm thêm cái túi vô là ok đẹp cho mình luôn. Body cổ đổ nha cả nhà. Phía sau có khóa kéo nha. Có sẽ tài phía sau lưng luôn. Em mặc nó hơi độc, em bóp cái kẹp phía sau. Nhìn nó vô duyên ghê. Đây cái... Rồi rồi xong luôn đó, cái kẹp luôn rồi. Đó phía sau lưng này các chị nha. Đó em mặc nó hơi động xíu hay bóp cái kẹp phía sau á. Chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em nha. Size M, size L, XL và 2X. Cái kẹp em đang mất tiêu rồi. Em đang mặc đây mã số là 1313
body. Đầm body chứ phải Atashi kim tuyến nha. Sale cho mình luôn là 299.000 đồng. 75 ok chị Bích luôn. Rồi em đang mặc đây là 1313 cả nhà nha. Em đang mặc đây là 1313 nha. 65kg độ về cho em là vừa. Ai chưa có cứ lên đơn ạ. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Body có màu nào không em? Dạ có màu đen. Giống em đang mặc á, em có màu đen nè. Màu đen nè chị. Cũng là cổ đỏ giống hệt em mặc luôn. Đây có màu đen cho mình ha. Trồng thì nó không có được đẹp nhưng mà lên form nó sẽ đẹp hơn. Lên form giống cái của em nè. Mặc thành cổ đỏ cũng được. Hoặc là mặc thành cổ thuyền cũng được luôn nha. Em theo cho mình là đồng giá là 299k. Hiện tại có hai màu cho các chị lựa chọn, màu đen hoặc là màu cam đất của em. Cả hai đều lấp lánh kim tuyến cho mình luôn. Cái này nó dễ bị rớt. Rồi em sale giá là 299k nha. 40-65kg giúp em là vừa nè. Size M, size L, XL và 2X luôn. 1313 kèm xin thoại cho em. À, chị khác kêu mặc cái 119 em quên. Cái 1319 thì để em mặc lại cho mình coi nha. Đây đợi một xíu. Thôi để em có mặc rồi á. Bây giờ để mặc lại cái đó cho mình coi. Mình đợi em 30 giây nha. Wow, chín nè. Em mặc hỏi chị em mặc là 1313, coi chừng đặt lộn nha. 1313 body cổ đỏ, màu cam đất rất là đẹp luôn. Cam này nó không có tươi nên là ai mặc cũng được hết. Trẻ mặc cũng được mà trung niên mặc cũng được luôn. Nếu mà tươi á là cái này mới tươi nè. Đây, cái cam ren nó mới tươi nè các chị mà còn lấp đánh kim tuyến nữa. Còn em đang mặc chỉ là cam đất thôi, rất là phù hợp. Da nào cũng vô hợp hết trơn, không hề kén nha. Rồi. Xong chưa có mẫu khác nha, 1313 là body của em ạ. Body cổ đỗ là 1313 nha cả nhà. Rồi em sẽ qua cái đầm sơ mi cho mình coi ha. Sơ mi lụa, nền là màu hồng da rất là đẹp luôn. Cái này đã có mặc rồi nè. Nên là bây giờ em sẽ mặc lại nhanh cho mình coi thôi, mặc tầm 2 phút thôi nha. Đây. Em mặc tầm 2 phút cho các chị mình coi thôi ha. Sơ mi lụa giúp em, nền màu hồng da. Em còn full size cho các chị mình luôn. Cái này là 1319 à, full size luôn nè. 65kg độ về cho em luôn. 1212 ủa. Cái comment em thấy mới thấy đây mà đâu rồi ta? 1270 hả chị? 1270 là cái gì ta? 1270 em quên mất tiêu cái mã đó là cái gì. Nếu mà nhớ là biết cái đó là cái vải gì liền luôn á. Đợi em xíu nha. Em có mặc qua chưa? 1270 hả chị? Để em xíu em coi cái đó là cái mã gì. Cái đó em quên mất tiêu rồi. Rồi. Em đang mặc đây là 1319 nha. 1319 nè. 1270 của đợt trước hả ta? À, trời ơi em mới mặc qua nó xong em quên mất tiêu. Cái body lụa nè. Đây nha, ba một bên là cái body đuôi cá bảy lụa nha cả nhà. Đó. Chị Tiết Hồng ơi, chị thích cái đầm này hả? Em có mặc nó qua rồi. Đây là chị chịu khó chút xíu em mặc xong em like xong em lưu lại á, mình xem giúp em nha. Em có mặc qua nó rồi nha. 1270 nè. À còn không thì em sẽ mặc màu khác, em còn một màu nữa. Giống như vậy màu khác kiểu y chang luôn. Em mặc cho mình coi cái form nha. Rồi, mẫu đang mặc là 1319 đây, sơ mi lụa. 1319 là sơ mi lụa. Em đang sale là 299k thôi. Đây sơ mi lụa với cái tông màu hồng da các chị nha. Màu hồng da full size cho mình luôn. 65kg độ về cho em là vừa. Ai chưa có cứ lên đơn giúp em nè. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn. 1319 kèm xin thoại cho em. Cái này là hồi nãy có mặc rồi á. Theo yêu cầu của chị khách thì em đã mặc lại cho mình coi đồ đây. Và mặc lại thì mặc nhanh thôi nha. Một đợt đầu mặc được 3-4 phút. Bây giờ mặc được tầm 1-2 phút thôi hà. Em sale giá là 299k luôn. 65kg độ về cho em là vừa. Sơ mi lụa 1319. Chị Thanh Hai lấy cái 1313 nè. À, chị Quỳnh Như lấy 1319 nè. Chị Lưu Kim Trần chúc đơn 1319 nè. Dạ ok. Màu này là màu hồng da nha các chị, lần đầu tiên về luôn. Màu mới các chị nha, màu mới. 299k giúp em nha. Rồi xong ha, coi đầm nào đây. À, em có đầm. Để em coi có cái nào sale cho mình coi. À rồi cái này hôm nay sale rẻ nè. Để mặc cho mình coi. Em mặc là 1319 nha cả nhà. Có chị nào lấy không? 1 3. Ôi, cái này nó giống với cái mã của em, quá sợ với chị đặt lộn. Để em cắt ra một cái đã, cái này nó gần giống với cái mã của em. Mặc lên sợ với chị đặt lộn quá. Để em xíu nha. À, qua cái đầm này đi ha, phong xương chữ A. Mẫu đang mặc là 1319 à. Váy sơ mi hoa màu đen. Váy sơ mi hoa màu đen. Sơ mi hoa màu đen là cái nào ta? Hồi nãy em có mặc có cái sơ mi hoa màu nâu.
Sơ mi hoa màu đen, em không biết phải chị hỏi cái này không? Cái này hả chị? Sơ mi hoa này hả? Cái này là 1252 nè. Em là nãy giờ có mặc qua mấy cái sơ mi rồi nhưng mà đâu có cái nào màu đen đâu ta. Đây chị ơi. Em có cái này là nền đen hoa màu nâu nè, phải cái này không? Nếu mà đúng cái này rồi thì mã số của nó là 1252 chị yêu nha. Em đang sale có 250 à, tại vì nó lẻ size rồi. 1252 cái hoa màu nâu. Còn em đang mặc là màu hồng da hoa màu cam thì em sale nó là 299 nha. 65 chế độ về cho em là vừa. 1305 hả chị? Rồi ok, để em xíu nha. Để em 1305 là gì ta? 13. Đẹp luôn á, bây giờ mã mới nó mới của em chưa có nhớ hết, để em coi cái 1305. 1305. À rồi, sơ mi luôn. 1305 cũng là sơ mi, mình đợi em xíu nha. Cái sơ mi màu à, màu nâu nâu, hình em nó đi hàng nhiều mà em không có nhớ mã hết luôn đó các chị, thiệt luôn. Mới có chưa có kịp nhớ mã nữa. Rồi, bây giờ coi cái sơ mi khác nha. Em mặc là 1319 ạ. Sơ mi màu hồng da của em là 1319 nha. Rồi, tiếp theo em sẽ qua cho mình cái sơ mi màu nâu nè. Sơ mi nâu này là 1305 ạ. Nó hơi khác em mặc một chút xíu. Hình như là nó ngắn hơn. Hình như là nó ngắn hơn nha các chị, với cái tay nó cũng là tay ngắn luôn. Em mặc cái 1319 là cái đó là tay lỡ nha. Đây nè. Cái 1319 của em là tay lỡ nha. Đem sao cái nó có dài hơn không? Nó dài hơn. Cái hồng da nó dài hơn nha các chị. Rồi sale cũng là 299k nha. 65 cái độ về cho em là vừa nha cả nhà. 1305 nha. Em mặc là 1305 nè. Cũng là sơ mi lụa hàng mới luôn. Nhưng mà cái hoa văn với lại cái màu nó hơi khác một chút xíu. Đây, hoa văn này thì nó sẽ trung niên hơn ha. Ui da. Em sale cho mình là 299k nha. 1305 ạ. 1305 kèm xin hỏi cho em nha. Một ba không năm kèm xin hỏi cho em nha cả nhà, sale 299k nè. À, đặt hàng chưa thấy trả lời vậy hả chị Minh Lê? Mình đặt lâu chưa ạ? Mình đặt trong cái line này của em hay là đặt sáng là chưa đây rồi? Nếu mà chưa thấy trả lời thì có thể là do em nhiều đơn quá, em chưa có trả lời kịp cho mình, hoặc là do bị sót đơn của mình hay là ẩn thông tin. Rất là nhiều chị khách của nhà em là phải gọi điện lại, tại vì đặt hàng em không có thấy, không có chốt đơn được, là phải gọi điện thoại để đặt hàng luôn. Thì em bởi vậy em hay nói với mình là tương tác với em lên bằng cách là chia sẻ live stream này, hoặc là chấm mà tương tác cho em để đặt hàng còn thấy nhá. Nhiều khi là bị ẩn á chị cho em xin lại cái số điện thoại nha. Cho em xuất hiện ở đây đi, em kiểm tra coi là đơn mình nó như thế nào rồi, để em trả lời cho mình luôn ha. Rồi đây là 1305 ạ, sơ mi lụa, màu này màu nâu nha. Đây này, hình lâu lâu mới về được cái nền nâu nè. Nền nâu hoa văn cho mình đây, sale còn 299, 65 cái độ về cho em là vừa luôn. Mã số sản phẩm kèm xuất hiện cho em ạ, 1305, size M, size L, XL và 2X luôn. À, chị Thủy Bùi. Chị Thủy Bùi 1m62 là 52kg, 1252, 1252. Rồi 1252, à cái hồi này em mặc ok chị luôn. Có đó chị, nếu mà cái số ký của chị thì chắc là size XL quá. Rồi, để có gì em kiểm tra để báo cho mình sau nha. Tình hình là em còn có ở đây là XL nè. Size M. Cái size M thì hồi này em mặc rồi thì không biết em nó nhiêu. Để có gì em đo em báo cho mình sau nha. Rồi, em mặc là 1305 em lộ. 1305 nha các chị nha, 1305. Sale giá là 299k cho mình. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Sơ mi lụa nền màu nâu hàng mới. Cái này đi hàng nhiều nè. Gói hàng thấy nó đi nhiều mà không nhớ cái mã số. 1305 kèm xin hỏi cho em. 65 cái độ về cho em là vừa luôn ạ. Chị nào chưa có cái lên đơn nha, mã số sản phẩm kèm xin hỏi cho em là được ha. Để em qua cái đầm này sale rẻ nè. Hồi nãy không có dám mặc tại vì nó giống với cái hồi nãy sơ mi màu hồng da. Cái mã nó hơi giống, nó chỉ khác nhau có một con số thôi. Đây bây giờ mặc lại cho mình coi nha. 1219. Đó, nó cắt cái con kia nó có bao nhiêu số ta. Cái sơ mi là 13, cái này là 1219. Nó gần giống nhau, em không dám mặc sợ mấy gì đặt lộ. Bây giờ sẽ là đầm lá nha, những chiếc lá đủ màu cho mình luôn. Rồi đây là 1219 ạ. 1219. Trời ơi, chỉ có 119k thôi cả nhà ơi. Sale 119k ngày hôm nay và em chỉ còn hai size thôi. Em còn size XL và size 2X nha. 50 cho tới là 55 đi. 55 tới 65kg là vừa giúp em nha. 1219 ạ. Đầm lụa, à đầm von nha các chị, hai lớp, mỗi mặt là hai lớp nè. Đầm von hai lớp khóa phía sau lưng. Để em coi cái đó có túi không nha. Có túi luôn.
Rồi form xè, vải von hai lớp có túi hai bên luôn. Em sale giá là 119k nha cả nhà, 119k thôi. Bình thường là 200 mấy nhưng mà hôm nay lễ size sale luôn. À chị à, chị Lê Mỹ cái 1305 ok luôn. À, ôi da. Rồi em đang mặc là 1305 nha cả nhà ơi. À quên lộn, em mặc là 1219. Bây giờ chị qua mẫu khác rồi. 1219 ạ, sale cho mình luôn là 119.000 đồng đây ạ. Đầm van hai lớp cho mình nè. Đó, có khóa phía sau lưng với hai cái túi nè. Có nhiều chị gọi là lá dừa, có nhiều chị gọi là lá trúc ha, thì lá nào cũng được hết trơn á. Em sale cho mình luôn là 119.000 đồng nha. 119k chỉ có một màu thôi ạ. Em chỉ có một màu này thôi chị yêu nha, 52. À, rồi ok chị Thủy Bùi, cái này để có gì em kiểm tra với. À chị cho em xin cái phần eo đi, quên. Cho em xin cái phần eo của mình để em coi coi là chị sẽ vừa cái size nào luôn nha. Có cái số đo vòng eo thì em tư vấn nó sẽ kỹ hơn, sát hơn chị nha. À 12. 13. À 13 là cái body màu cam gạch nha. Rồi em đang mặc là 1219 ạ, 1219. Sale cho mình luôn là 119.000 đồng, 120 đi cho nó dễ, sợ nó lộn mã số mất. 1219 em đang mặc nha, sale 120 luôn. Đó, còn hai size em còn cho mình là 7 cái size L. Hiện tại em còn số lượng chính xác luôn là 7 cái size L và 11 cái size háy nữa thôi là hết luôn. Và sale cho mình là 119k nha cả nhà. 119.000 đồng thôi, đẹp lắm á. Bình thường bán 200 hơn nha. Em sao giá rẻ không phải tại vì nó xấu hay là nó bị lỗi gì đâu, mà là thứ nhất là nó qua được rồi, nó bị qua mẫu rồi em mới sale thôi. Đó, hoặc là chưa khách hàng thôi chứ không phải là vải gì hết trơn á. Em cho mình kiểm tra hàng đàng hoàng. Đây là tại shop vẫn bán là 300 nha, chỉ có trên line là 119 thôi. 1219 em xếp họ cho em ạ. 1219 kèm xếp mã cho em, mã số là 1219, giá tiền là 120 nha. 120 phải em đang mặc luôn. Rồi ai chưa có cái lender, em chưa hàng chưa sai cho mình. Mã số sản phẩm kèm xếp mã cho em là ok nha. 40 tới à 55 tới 65 kg là vừa giúp em luôn. 55 tới 65 kg giúp em là vừa. Chị nào chưa có cái lender ha. 1219 ạ. À. Rồi em sẽ qua cho mình coi thêm một em váy à đi tiệc đi ha. Rồi chị nào mà đi tiệc đám cưới đám hỏi thì em có cái váy này lấp lánh kim tuyến cho mình luôn. Cái này là 1314 nè, siêu lấp lánh, đi đám cưới là khỏi chê luôn, tâm điểm luôn các chị. Mặc dù nó là màu đen ha nhưng mà mình vẫn nổi bật. Đây trời, cho nó lớn cỡ này mà không nổi là sao được các chị. 1314 nè, đầm mà ôm suông nha, đầm ôm suông vải nhung, đầm nhung ánh kim nha các chị. 1314 em còn full size cho mình nè. L74 à, rồi nếu mà L74 là size L rồi chị ơi, mà rất tiếc là cái đầm đem hết size L rồi, em còn size M, size L với lại size 2X thôi. Chị mà XL được không? Nếu mà hơi rộng thì về nhà bóp em lại giúp em hoặc đeo thắt lưng vào nha. Chứ hiện tại em không có còn size của chị nữa, em chỉ còn XL với lại 2X thôi chị yêu ạ. À, có thể chị mặc nó hơi rộng xíu á. À, chị à, Ly Lê dạ đây ạ. À, đây là ôm suông, mẫu đầm ôm suông của nhà em, chất nhung ánh kim nè. Đó, lấp lánh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau luôn, lấp lánh hết nguyên mẫu đầm của em luôn. Sale giá là 299k nha. 1219 1219 kèm à quên, 1314 các chị nha. 1314 kèm xếp lại giúp em. Xem lại con sơ mi em ơi. Con sơ mi nào chị Minh Huệ ơi? Sơ mi màu da, sơ mi màu hồng da, hay là cái sơ mi màu nâu, hay là cái sơ mi nền đen hoa để em mặc. Em mặc qua nhiều sơ mi quá không biết giỏi cái nào. Chị thích coi lại cái nằm cầm cho chị coi. Sơ mi hồng da với mặc qua nè, 1319 nè. Sơ mi 1305 là cái màu nâu nè, với lại cái nền đen hoa màu nâu nâu hồi nãy em mặc là 1252 nè. Đó, chị thích cái nào em mặc cho chị coi luôn. Alo, em cầm cho chị coi luôn. Rồi bây giờ là ôm suông các chị nha, đầm ôm suông chất nhung bánh kim ạ. À, đó, siêu lấp lánh luôn. Em còn cho mình là 4 size còn đủ hết luôn nha. Thì full size cho mình từ 40 đến 65 kg. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em nha. 1314 1314 kèm xếp thoại cho em nha. 1314 ạ. À, size M, size L, XL và 2X luôn. Em còn full size cho các chị mình đây. Chị nào chưa có cứ lên đơn cho shop ạ. 1314 kèm xếp thoại cho em. Ôi rồi sao giá mất tiêu vậy.
Rồi em đang mặc là 1314 các chị nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em ạ. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1314 là đầm ôm suông bạn nhung à, cho chị 1314 size L. Dạ ok chị luôn. Cái đầm này là em full size. Em về nó trước mấy cái kia nha. Cái lô hàng mới này nào em về trước cái này được à? Mấy ngày á, nó đi hàng nhanh hơn rồi. Nó chỉ còn có vài chục cái mỗi size thôi. Sale cho mình là 299.000 đồng, 299k nha cả nhà. Chị nào chưa có cứ lên đơn giúp em nha. 1314 kèm số điện thoại cho em, 65 kg độ về cũng được. Vậy cho mình size L cũng được. Chị Thủy Bùi ơi, size L cũng được. Ủa, để chị Thủy Bùi, cái số đo của mình là, chị ơi, cái số đo của mình là size L ấy chị. Là nếu mà cái đầm nó còn size L là chị mặc vừa y luôn á. Nhưng mà em hết size L cái đầm đó rồi. Em còn size M, XL với lại 2X thôi. Nên là chị XL được không? Nó hơi rộng nha. Nào đảm bảo luôn là mình tăng một size thì chắc chắn là mặc nó phải rộng rồi. Nếu mà ok thì lấy giúp em XL nha. Còn không mình lựa cho em kiểu khác nha. Em cũng còn sơ mi nhiều lắm. Nhưng mà cái hoa nó lại khác nhau thôi. Nó không có cái hoa giống như chị thích thôi. Để em coi qua kiểu khác, coi sơ mi nữa nha. Sơ mi thì em có, à đây, em lấy cái sơ mi này cho mình coi nè. Mẫu đang mặc là 1314 nha cả nhà. Ôm suông vải nhung nha. Ôm suông vải nhung sale cho mình là 299k. Rồi em qua cho mình thêm cái sơ mi này đi. Sơ mi mới nè. Sơ mi mới nền đen hai màu à. Màu vàng vàng nha. Cam cam nè. Rồi đây là mã gì đây? Ui trời rớt cái mã rồi. Hình như là 1295. Cái này là cái dáng sơ mi mới về của shop em nè. Nó dài thước tha cho mình luôn. Đây ha, cái hoa nó to hơn xíu. Để em coi lại cái mã có phải 1295 không. Ai làm rớt mất tiêu cái mã này của em rồi. 1 2 1 2. Đúng rồi, 1295 á. 1295 nè, sơ mi mới về của shop em luôn. Rồi em đang sale cho mình là 299k nha. Cái này các chị thấy nó giống với cái đầm nào em mặc qua rồi không? Nó giống với lại cái đầm màu hồng da đó các chị. Giống kiểu, giống chất liệu luôn. Khác cái màu nền một chút xíu thôi. Cái hoa nó cũng giống nhau luôn. Đây, so với cái hồng da thì em mặc là cái màu đen thôi. Đó, tới cái hoa nó cũng giống các chị coi nè. Cái hoa, cái màu hoa nó cũng giống luôn ha. Nó chỉ khác mỗi cái màu nền. Thay vì bên này là hồng da thì em sẽ mặc là màu đen. Đó, khác vậy thôi. Cái mã số khác nhau nha. Bây giờ tới cái màu đen của em á là 1295. 1295 nha, em sale cho mình là 299k. À, mình chia sẻ mà không thấy nhỉ. Mình chia sẻ mà không thấy nhỉ. Là sao chị Hằng Lê, em thấy chị mà. Em thấy chị mà, thấy chị comment nè. Em mặc là 1295 nha, 65 kg độ về cho em. 299.000 đồng nha cả nhà. Sơ mi lụa khóa phía sau lưng. Nền tiên hoa màu à, vàng vàng. Cái màu này dễ thương ghê các chị, dễ thương lắm luôn á. Ở trong live không biết mình xem thấy làm sao, chứ ở ngoài các chị nha, thấy cái màu nó rất là đẹp luôn. Vừa tươi nè, vừa rẻ ra mấy tuổi đối với cái màu này luôn. 1295 giúp em ạ. Sao còn 299k nha. 1295 nè, em sale còn 299k nha cả nhà. Chị nào chưa có thì cứ lên đơn cho em ha. Em chừa hàng chừa size cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok 1295. Chị Vivi Hoài chúc 1295 và ok luôn. Cái hồi nãy em mặc hồng da là 1319. Hai cái nó hơi cách cái mã số hơi xa. Đợt này ai làm mã nó bị lỗi với chị. Thường thì hai cái giống nhau nó cách nhau có một con số thôi. Đợt này là mấy cái kia cũng vậy luôn. Hai cái giống nhau mà cái mã nó cách nhau tất cả chục số luôn. Đây là các chị coi chừng đặt nhầm nha. Màu đen em mặc là 1295 ạ. Màu đen là 1295. Sale cho mình còn 299k nha cả nhà. Sơ mi lụa khóa kẽ phía sau lưng nha. 65 kg độ về cho em là vừa. Ai chưa có cứ lên đơn nha. 299.000 đồng cho mình thôi nè. Size M, size L, XL và 2X luôn. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em. Em chưa hàng chưa size cho mình nha. 1295 42 hả chị? 42 để em coi cái nó còn nhiều không. Em mặc cho mình coi luôn. 42 là cái cổ bẻ viền ren. À còn full size nè. Rồi để em xíu nha. Em mặc cái đầm này cho mình coi. 42 là cái đầm cổ bẻ viền ren đính ngọc trai cho mình. Cũng khá là đẹp. Hoa to nha. Cái này ai thích hoa to mới được nha. Tại vì hoa rất là to. 1242 nè. Đầm lụa luôn nha. Có hoa rất là to cho mình. Và em cũng đang sale chỉ có là 150 thôi. Ừ.
149k nha cả nhà. Đây 149k. Chứ vừa nha, cái cổ này là mình nhìn xa mình thấy nó viền ren thôi, nhưng mà thật ra đứng đường mình thấy nó có đính ngọc trai nữa nè. Đó, đính ngọc trai cho mình trên cái kiểu áo nha, đính hết viền từ trước ra sau luôn. Rồi em sale cho mình là 149k thôi ạ. À, full size cho mình luôn. Size M, size L, XL và 2X nha. Hôm nay còn full size. Dạ đây, đây đầm lụa đây chị ơi. Lụa thì cũng nhiều giá lắm. Trăm cũng có, lụa thì cũng có cái này là 100 nè. Đây, lụa 100k nè. Lụa em đang mặc là 150 nè. Full size đàng hoàng, hàng mới full size luôn. Chị Hằng Lê lấy cái 95 nè. 1275. Đây chị, 1275 là cái đầm ba thung vải cắt thái. Nó đây chị ơi, 1275 nè. Em cũng có mặc qua rồi hen. Em sale nó là 150 thôi ạ. Bao thun phần eo tăng được thêm 5kg nữa, tương đương là 70kg đổ về cho em là vừa cái váy này. Xanh hoa màu cam đất cam gạch nha. Mã là 1275 đây ạ. Em mặc qua rồi ha, 70kg vừa đó chị. Dễ thương lắm. À có sẽ tà hai bên. Quên, cứ một lần mặc xong thay ra mới thấy, mới nhớ là có sẽ tà hai bên nha. 1275 ạ, sale giá 150. Em mặc cũng 150 nhưng mà không có bao thun. Em mặc là size chuẩn thôi. Size chuẩn là 65kg đổ về em thôi ạ. 1242. Mẫu đang mặc là 1242 các chị nha. Sale cho mình còn 149.000 đồng luôn. 65kg đổ về cho em là vừa nha. Size M, size L, XL và 2X ạ. 1242 các chị yêu nha. Hai cái có bị ship không? Cho kiểm hàng không? Dạ chị Liên ơi, bên em là cho mình kiểm hàng là dù mình mua một cái đi nữa hay là dù mình mua cái đầm nó giá tiền bao nhiêu, em cũng cho mình kiểm tra hàng hết. Nhưng mà về cái khoản là miễn ship á, thì em đã sell trên từng đầm rồi, thì mình ráng gộp đơn cho em là 590 trở lên hoặc là 600 trở lên em mới miễn ship được nha. Chứ một cái không có tính. Tại ví dụ cái đầm này 300, em sẽ nó còn có 150 à, là đã bốc 150 rồi, thì cái tiền ship nó không có xi nhê gì hết trơn á. Tiền ship em có hỗ trợ 1% đó rồi nha. Nếu các chị gộp đơn cho em 600 thì không tốn tiền ship, còn nếu mà đơn mình dưới 600 á, em sẽ hỗ trợ 1% ở trong đó cho mình. Thành phố ship 10.000 đồng và ship tỉnh là 30k nha. 30.000 đồng á. 266 là nào ta? 1266 hả chị? 1266 đúng không? Chứ 266 em đâu có, em chưa có mã là 266 nha. Em đang vẫn là mã 1 các chị nha. Rồi em đang mặc là 1242, đẹp quá, chị có đặt 92 sao chưa thấy dao. Vậy hả chị, tại vì chắc là dao hơi chậm á. Hàng mỗi còn đang nằm ở trong bao, em chưa có bung ra hết được luôn. Nên là có thể em dao mình chưa có tới chị nha, dao hơi chậm một chút xíu. Em đang gói hàng cũng nhiều quá. Thật luôn là có những cái đơn từ ngày hôm qua mà hôm nay bên em vẫn đang gói cho mình. Đơn nó quá nhiều, cứ mỗi lần mà lô hàng mới về nó bị kẹt hàng lại các chị nha. Và thông cảm giúp em, mấy cái mẫu mới mình nhận nó hơi chậm hơn bình thường một chút xíu nha. 1295. Không chị, cái đầm nó size chuẩn chị nha, giống em đang mặc đây. Size chuẩn là eo 84 đổ về cho em, 65kg đổ về cho em là vừa, eo cũng là tầm 84 đổ lại thôi. Đó. Ai chưa có mình lên đơn giúp em nha. 1242, cái đầm này 150 nè. 149k nha cả nhà. 149k, 65kg đổ về cho em là vừa luôn ha. Mà nếu là 1266 thì đó là mã nào ta? Em không có nhớ hết được luôn á. 66, ủa em đâu có mã 1266 đâu. Ủa khoan nhà có 66 là cái đầm 66 à, cái đầm này đúng không chị? Phải chị hỏi cái đầm này không? Đây là 1266 nè, đúng cái đầm này chưa? 1266 đó, đúng cái đầm này không chị ơi? Nếu mà đúng rồi thì chị ok nha, để em coi coi nó còn không nha. Eo nhỏ chị sợ sửa nhiều. À vậy hả chị? Không đâu, cái đầm nó size chuẩn nha. Size chuẩn là eo 84 đổ về cho em là vừa nha. Em mặc là 1242 cũng vậy, 65kg đổ về cho em thôi. Hoặc là eo là eo tầm 82-84 đổ về cho em mới vừa. Sale giá 149k luôn. 149.000 đồng, 65kg đổ về cho em là vừa nha. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em ạ. À, em chừa hàng chừa size cho mình nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 12 em đang mặc đây là 1242 nha cả nhà. 1242, chị nào chưa có cứ lên đơn cho shop ạ. À, rồi em sẽ qua thêm một em váy khác nữa nha. Đây, qua cho các chị xem thêm một em váy nữa. Mẫu này cũng rất là dễ thương luôn. Em có cho mình một em váy maxi nha. Rồi maxi 70kg mặc vừa nè. Đây là 1277 bên em sale cho mình còn 299.000 đồng luôn. Nhưng mà được cái là nó dài thước tha và nó co giãn được tới 70kg luôn. Đây là 1277 của nhà em nha. 65kg độ về cho em là vừa nè.